Hôm nay một ngày mới, sáng chủ nhật. Bầu trời hơi lạnh nhưng mà lòng người thì ấm. Ấm không? Thử mấy bà con ấm không? Ấm quá, ấm luôn. Ấm nóng luôn. Mình có một cái gia đình, có huynh đệ tỷ muội, những người hiền ngồi đây không à, những chiến sĩ, những đứa con ưu tú của Thượng Đế đi lớp đầu và ngồi đây, còn ngoài kia biết bao nhiêu người còn lặng hụt và đi lầm đường lạc lối ngày qua ngày, rồi tới tuổi già bệnh tật và sầu khổ buồn chán, là depression. Nó Mỹ này đa số là bị depression, nên các con trước đây có depression á, mà vô họ thiên rồi á, cái depression này chắc nó sẽ tan liền á, phải không đệ tử Tiến? Trước tiên cho bộ không có gì, chỉ mong tất cả khi mà biết Thiên Long Sơn bây giờ mang họ thiên thì cái bệnh trầm cảm hàng ngày và sự lo lắng về con cái á, những cái câu hỏi, những cái nghiệp của con mình. Và hôm nay á, đệ tử này giỏi độ được hai đứa con mang hội thiên á, để sau này nó giúp ích cho quốc gia, còn hơn mai mốt lấy vợ lấy chồng lấy người Mỹ đi luôn. Để hỏi Việt Nam là nước nào, ô chút xíu đâu phải nước của tôi luôn đó, mệt không, nên cũng có phước. Làm gì làm, mình trước tiên phải có đời sống mạnh khỏe, sức khỏe và vui vẻ thì mình mới có tuân theo 12 giới luật của cha mẹ, trong đó có nhân chí tính lợi nghĩa. Nào cái chữ lễ nghĩa thôi á, là mình đã đi chậm lại hàng ngày á, cái tâm mình chạy ồn ào lao xao quên cha quên mẹ quên bớt đê ông bà mình luôn rồi, thì chỉ cần làm món nhỏ xíu trong đó thôi là mình đã thấy gia đình thay đổi rồi. Nhanh muốn làm con người tốt á, là đầu tiên á, trước khi mình làm gì, quyết định gì mà có hại người á, nhìn mình là họ thiên giữ 12 giới luật, cái nhẹ nhàng thôi là mình đã không có muốn ra đường nó láo ai rồi. Hẹn ai á, gán đến đúng giờ mới thành công. Mình hẹn 12 giờ, 11:45 là mình phải tới trước 5 phút, không có trễ. Tại đó là cái thói quen chứ nó không phải là giờ giấc. Giờ giấc là do chính mình quyết định. Muốn qua Cali thăm Thiên Long Sơn là cứ đi. Còn cái nó xa quá, ngồi máy bay cũng như ngồi ngủ thôi, 10 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng. 10 tiếng thì ngủ một giấc dài, 2 tiếng thì ngủ một giấc ngắn, nắp cũng tới, gặp được cha được mẹ. Đó là cái tâm, cái lòng. Làm nhân thì phải đúng cho nhân, nhân cách. Con họ thiên không có làm mất mặt Thượng Đế nha. À, con mang họ thiên không có ra đường muốn làm gì làm, muốn là lấy lợi cho mình mà làm khổ người đừng nên làm nha. Thấy chuyện gì đúng á, bập liền làm liền. Chuyện gì sai hay để suy nghĩ là 24 tiếng. Nói mình suy nghĩ 24 tiếng thôi, cái mình nhớ 12 giới luật cái là mình sợ mình không dám làm, là thấy đỡ một cái nghiệp rất là lớn rồi đó. Trí là trí tuệ, trí tuệ là mấy con đọc kinh ngồi thiền là tự động nó tăng lên mỗi ngày. Hay ngồi thiền á, cái energy của mình từ mình có màu đen, cái hôm nay giờ thiền lên màu xám, lên màu xám cái từ từ lên màu trắng cái lên sáng rực, là một dòng. Cái từ từ cái hai dòng, nhưng mà hai dòng thì sư phụ nghĩ hơi khó đó, phải nhập thất rồi phải cắt ái ly thân rồi, sư phụ không có múc mấy đứa tử cắt ái ly thân, yêu cho đậm đà vô, gia đình phải hạnh phúc. Mình mới tu nghe, để gia đình không hạnh phúc thì không có nên. Ở trong đây mình có một đệ tử Thí, thành Thí bị chồng cấm không ở đây cũng tội nghiệp. Hiểu lầm thôi, chưa từ từ đấy, từ từ đến thí độ. Tại vì lúc đầu á mà mấy con không làm đúng như phụ nói là phải đừng có
đừng có làm cho người ta, nhiều lúc người ta không có muốn nói xấu cha mẹ thượng đế tà đạo, người ta không có nói xấu Thiên Ấn Kiệt là dị đoan ảo tưởng, thì mình cứ chậm chậm từ từ, mình phải đừng có nghĩ là ai cũng có cái lối suy nghĩ giống mình, ai cũng có lòng tin giống mình và ai cũng có cảm nhận giống mình. Mỗi người mỗi khác, chung nhà chung giường chứ là khác mộng không đó. Cẩn thận thì từ từ mình mới độ được. Để thì cái lễ nghi á của từ xưa tới giờ á, cúng kiến ông bà, ông bà rất là chờ những cái ngày lễ dỗ, đám dỗ hay là Tết rồi đó, thì nhà nào họ Thiên cũng phải có một cái bàn thờ thờ tổ tiên. Trước khi mình thành Phật mình cũng phải trả ơn cái xác phàm đúng không? Rồi cái mình, nhưng mà mình để chữ cũ quyền thất tổ. Ví dụ mình là họ Nguyễn, ông chồng mình họ Trần, thì mình cũng để hai đàn trai đàn gái hai bên vậy đó, hai cái bà dì họ Nguyễn họ Trần, chứ mình đừng có để cái hình của má ruột mình bự tổ bố, còn hình của má của ông chồng mình có chút bẻo, mỗi ngày ông vô ông thấy nhiêu thôi là ông cũng phát ghét mình nữa. Cái tâm con người nó tính ghê gớm lắm, từ ly từ tí. Thì mình chỉ để chữ cổ quyền của ông, cổ quyền của tôi hai bên giống nhau. Ví dụ cái hình của bên bên mình 8 với 10 thì bên kia cũng 8 với 10. Đó vậy đó. Ví dụ mình đốt nhang, mình đốt hai bên, hoặc mình để một chậu nhang đốt cái chung luôn cho khỏe, khỏi bị ngợp. Bớt khói, nhân lễ nghĩa, trí tính phải có thành tính. Mình hứa cái gì mà đừng có theo cái cảm tính của mình, đụng gì hứa cái là không nổi, thà không hứa mà làm mới hay đó. Đó là cái căn bản đầu tiên của 12 giới thiên tâm. Tất cả các lãnh tụ quốc gia và nước Việt chỉ cần cái giới một giới đầu tiên thôi thì là quốc thái dân an rồi. Nhưng mà khổ ăn cái là mấy đại ca là không nổi. Giới thứ hai của thiên tâm là không giết người, không tự tử, không sát sanh, không hại vật, không phá thai, nên ăn chay hoặc tam tịnh nhục. Không giết người là với mình đừng tưởng là mình người này giết người này, hay là bác này lụi bác này, không có. Giết người có nghĩa là đập con ruồi cũng là giết người á, đập con kiến cũng là giết một mạng người. Cho nên trong thiên tâm nó có cái câu mà thụ dạy á: tuần chiêu dần đáng trực chi mộ, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, nhược ư túc hạ tán kỳ hình, nguyện như tức thời sanh tịnh độ. Nghĩa là mình vô tình trên cái gót giày của mình, trên cái đế giày của mình, mỗi một ngày mình đã dậm lên biết bao nhiêu chúng sanh ở dưới chân, dưới đế giày của mình tan nát là tán kỳ hình đó, thì mình độ cho nó luôn. Vừa giết nó vừa độ nó. Nó thật, đừng con phải nói là mỗi ngày mấy con không có giết ai à, bảo đảm có, đừng chối, có không? Đừng có nói là không biết, không có tội. Hôm nay mình biết rồi thì mình phải sửa tâm từ bi. Thấy một con vật ở ngoài đường bị xe cán cũng phải niệm Phật cho nó. Đi ngang cái nghĩa địa phải chấp cái tay chào người ta, cả triệu người đang, cả triệu cặp mắt đang ngó mình á, mấy con đâu có thấy. Mỗi bữa chiều á, nó ngồi trước chỗ cái tấm bảng thì cũng thấy hoài, nó ngồi nó chơi nó ngó, ma nó ngó người chạy xe qua lại tại nghĩa địa ngay ngã tư, xe nhiều lắm, nó coi mình như là vui của nó vậy á. Tại nó buồn lắm, đâu có chuyện gì làm đâu, cả chiều mặt trời vừa xuống là nó lên đầy. À, mỗi lần cái phụ đi về á, cái phụ có sợ mà sợ nó cứ thấy ánh sáng nó bù theo, rồi cái mấy đứa nhỏ cái bên á, cái phụ đi đường khác không à. Thì ra mỗi lần mấy con ngang nghĩa địa đó phải xá, mong các chư vị sớm về với Chúa, đa số họ là người ngoại quốc đúng không, thì sáng nào có đọc kinh không có đọc kinh gán thuộc lòng câu đó để mình tránh cái tội giết người á. Đi vô nhà hàng tiệc tùng, đám cưới đám giỗ, người bạn của mình nó không có giới luật, nó không có đạo thiên tâm, cũng nó không có đạo Phật, nó không có dự, nó không biết đạo là gì, đi gọi là không có đạo,
thì nó thích ăn cá lội tươi để ngon, thích ăn tôm hùm út, nhưng mình đừng có cản, tại vì cái sự giao hảo, cái sự hòa đồng là quan trọng. Mình đừng có để cho người ta nhìn mình là lên lớp họ, nhưng khi họ kêu ra cái quan trọng, ví dụ họ làm cái gì ta, tôm xào gừng, thì mấy con chỉ ăn gừng thôi, đừng ăn cái tôm, thấy không? Cái nó hỏi, ủa sao mày ăn gừng không vậy? Ồ, gừng bữa nay ngon rồi, tôi ăn tôm tôi ngán rồi. Cái mấy con đừng nói là ô tôi ăn nó tôi bị tội, cũng là hư bột hư đường á. Mình phải thích ứng, Đạo Thiên Tâm là phải thích ứng. Ở trên món thiếu gì, cái tệ nhất là cũng phải có cơm trắng, chai nước tương với ớt rồi á. Mà con đừng lâu lâu quá nó không để ý, mình phải nhìn nó không để ý, mình đã bộ mình gắt, nó tưởng đâu mình ăn, nhưng mà thật sự ăn hay không tự mình biết nha. Cái vụ đi tiệc tùng quá trời luôn, mỗi tuần mấy con không biết ở Dynasty á, cái đi với mấy đại gia không à, thì mấy đại gia làm sao là mấy con tự hiểu rồi đó. Rót rượu chơi luôn, cái vụ cũng để đó, rượu mạnh để đó luôn, nước ngọt để luôn, trà để luôn, cái gì cũng đồ mặn kêu ra để trước mặt cái phụ, tức là họ tốt với mình, ở gấp cái phụ cũng bình thường. Cái quan trọng cuối cùng cái phụ đứng gì, chỉ uống nước lạnh với nước trà thôi, giả bộ vô nhấp ngay, nhấp môi đâu sao đâu, nó đâu biết à, cứ thế mà làm, có chết đây là đâu, vừa được hòa khí đúng không, thì đó là Thiên Tâm là chỗ đó. Chứ không phải mình cao kiểu mình nói ồ tôi không uống rượu, tôi không uống bia, mình cứ kêu thoải mái giống người ta. Còn mình mà không kêu á, người ta không dám kêu, thì lúc đó đó cái chuyện mà mình uống đồ ta cũng khó lắm á. Mấy con có nghe cái chuyện mà mấy người đi chài lưới một cái làng chài sát sanh khủng khiếp, một vị Bồ Tát á phải đo phải quá ra một người tài công thiền trưởng á, cũng đi bắt cá cũng ăn như họ, rồi từ từ nói chuyện đạo cho họ nghe, họ bớt đi. Chứ còn nếu không, con không giống vậy con không có thể nói được. Cái phụ độ biết bao nhiêu đại gia chưa từng biết cầm cây nhang mà hôm nay á cầm á, là nhờ vậy đó. À phụ chỉ những cái đó, vô gia đình cũng vậy, bạn bè cũng vậy, bếp đê cũng vậy, họ làm gì làm đừng bao giờ cản, đừng bao giờ lên lớp ai, đừng bao giờ nói mình hay hơn. Mình mới học có một chút, chưa chắc là hôm nay họ chưa ngộ, chưa biết là họ dở hơn mình. Họ mà ngộ rồi á, họ hơn mấy con xa chừng luôn á. Đó là chuyện nói về ăn uống thôi, không tự tử. Dĩ nhiên là mình không có phá thai, không tự tử. Những người, người ta không có một cái gia đình họ thiên, người ta không có biết cõi tâm linh, không biết cõi trời, không biết Phật, đến khi họ đến đường cùng á, họ có thể tự tử. Tự tử là không có đầu thai được, tự tử bắt buộc là bị đọa liền á. Cha mẹ cho mình xác phàm để đi học, chứ không phải cho mình xác phàm để đi tự mình giết mình. Bất cứ lý do gì cũng không được tự tử, tại vì cái thần hồn lúc nào cũng muốn kéo theo, giây phút nào của dương trần dương gian thì họ kéo theo, mình không có quyền đó. Mình đừng có diện lý do là tội nghiệp, mình đừng có diện lý do là đau đớn, đau đã đau rồi, tội tội, nhưng mình phải cho cái thần hồn của người bạn mình, cha mình, anh mình, em mình, mình chỉ khuyên gán niệm Phật, mình chỉ khuyên gán về trời, trong giây phút đó là mình chỉ nói được vậy thôi. Thế mình đừng có nghe lời mấy anh bác sĩ. Đa số những cái nhà thương ở đây á, nó muốn rút sớm chị biết không, để bớt tốn tiền chính phủ á, không biết không. Thôi con không tin á, con không có mê, không bảo hiểm, con vô nhà thương đi, nó muốn mình chết sớm á. Mỗi cái nhà thương á, nó cố tình á, nhiều lắm á, để bớt cái chi phí đến đủ á. Nhiên phá thai, cạm nên phá thai, người nào lỡ phá thai thì hôm nay cũng sám hối rồi, độ cho cái đứa baby đó nó hiểu đạo thì nó không có theo phá mình. Nó không theo phá là mấy con hư cả đời, giàu không giàu, nghèo không nghèo, muốn lấy chồng cũng khó, muốn lấy vợ cũng khó.
Giới thứ ba, không nói dối, không nói ra nói vào, không nói lưỡi hai chiều, không chia rẽ người khác. Không nói dối, bảo đảm mấy con mỗi ngày có nói dối. Thứ nào mà nói mình không nói dối giờ ta lên. Thế nó là không nói dối không? Con hả? À, sư phụ tin con đi. Nhưng mà sư phụ cũng có nói dối á con. Cả sư phụ cũng có nói dối á. Nhưng mà mình nói dối có lợi cho người ta. Nhưng mà cũng đừng nên bắt chước kiểu sư phụ làm kiểu gì nó đã ngoại lệ với người thường rồi. Miễn sao mục đích sư phụ là lùa hết 96 dạng ít lưng căng về trời là được. Ở công đức của sư phụ. Cái gạt của người ta mà chia trong buổi tiệc tùng á, hỏi nãy giờ mày uống nhiêu, ồ em uống nhiều rồi, cũng là nói dối đúng không? À, đủ kiểu nói dối á, sư phụ nói dối mỗi ngày á. Không nói dối thì sao độ được mấy thằng nói dối. Không nói dối, không nói lưỡi ra vào. Cái quan trọng nói dối có lợi người mà bất lợi cho mình, tốt cho người. Hồi xưa mình không dám nói, Phật cũng có nói dối nha, gạt ngạ nàng đi cưới vợ mà cuối cùng bỏ con vợ giống như ở đám cưới á, rồi cuối cùng đi theo cho Phật tu, cũng là một cái hình thức nói dối vậy. Có một điều trên mạng, những lời sư phụ là thật tình, là những lời của chư Phật chư thiên cho sư phụ lên đây lộ cơ là thật, 1,000,000% là thật. Còn mình dùng chữ nói dối không phải, sư phụ chỉ là theo thời thôi, thích ứng theo hợp thời hợp cảnh, chứ không phải là kiểu mà nói dối như mà mấy con nghĩ là nói dối trắng trợn, không phải. Sư phụ chỉ là hợp thời hợp cảnh để cho độ người thôi. Còn mà nói dối mà thiệt á, sư phụ chưa từng. Sư phụ là nói thật không á. Ví dụ như những cái chuyện làm núi làm đạo, có những cái mình cũng không có nên nói thật nữa. Ví dụ như từ đầu cái núi mình bị đóng cửa, sư phụ mới nói dối là tại đang sửa chữa. Chứ còn nếu mà sư phụ nói tự vì tôi xây cái restroom nó không có đủ cho handicap, thì lúc đó người ta sẽ náo động nữa. Có những cái mấy con khó hiểu lắm. Nhưng mà những cái mà hợp thời hợp cảnh á, sư phụ biết cái gì để mà sư phụ nói. Còn về đời sống với con bình thường á, cũng có cần những cái hợp thời hợp cảnh. Mình nói cho một người nghe, không phải mình vừa nghĩ ra cái gì mình nói liền. Mình biết người đó nói sai, mình muốn chỉnh họ, mà mình muốn nói liền cũng đừng nên nói. Phải chờ đúng lúc, đúng giờ mình nói cái đó em sai, cái đó anh sai, thì nó mới có hiệu quả. Chứ không phải mình nghĩ ra gì mình nói liền đâu. Nói ra nói vào thì biết rồi đó. Lúc trước nay mấy con bà tám bà chín kiểu nào không biết, thì mang hội thiên không có được nói qua nói lại. Người nào làm lỗi mình nói một lần xong. Mình không có được đồ lỗi của người ta. Tại vì mai mốt á mình cũng vậy à. Tất cả chúng ta trước khi bỏ xác phàm không ai hoàn hảo hết. Chưa ghi sư phụ lúc mà cha ban cái đạo xuống thế gian ngày 16 tháng 3 năm 2017, sư phụ chỉ có thời tài danh sắc thực thì năm thứ đó. Sư phụ nói hoài vậy đó. Tài là tiền, danh là danh vọng đó, sắc là biết rồi đó. Thật là ham ăn đồ ngon đồ này nữa, thì là ham ngủ. Nếu sư phụ phạm năm thứ đó, sư phụ tự quỷ xác. Mấy con đừng nên thời kiểu đó nghe. Mấy con cần có tiền. Còn tiền mà những công ty đưa hợp đồng vô, thì cái cách làm ăn của cái này á, nó đưa lên trên mạng. Mỗi ngày nó cần bao nhiêu cái máy làm chip, thì nó đặt hàng vô làm. Cũng sư phụ cũng chưa từng có một salesman trong 40 năm làm cái nghề này. Ngày xưa sư phụ là kỹ sư, đi gõ cửa từ công ty xin đồ nó làm. Thì sư phụ là sale, mày cho tao đồ làm đi, tao làm rẻ làm lẹ. Thì nó thấy sư phụ thật tình, rồi có uy tín. Ngủ ngày có 2 tiếng con biết không, gần 20 năm trời không có một ngày chủ nhật nào mà sư phụ không làm. 2-3 bộ đồ vest
trong xe, đồ chiên cũng ở trong xe, đổi đồ liên tục, đi gặp giao với khách hàng thì đồ bếp, đi vô hãng làm thì phải đồ chiên, thay đổi vậy đó. Thì sư phụ là sale từ đầu, tới ngày hôm nay họ có người làm sale thứ hai, đó là sư phụ lập sự nghiệp. Mà thời xưa nhờ hứa hẹn đúng giờ, uy tín, sư phụ chưa từng mướn một người sale man nào. Người ta cứ nghĩ sư phụ mướn người Mỹ sale man làm, không cần. Với thứ tư, không tham lam. Tham lam có nghĩa là gì ai cũng biết rồi, không? Nhưng mà mình tham làm, tham nhiều khách để mà mình đi giúp đỡ gia đình thì cái đó cũng ok á, đúng không? Còn tham á, mà mình cầm tiền vô sòng bài, mình muốn lấy tiền của thằng chia bài á, lấy tiền của Las Vegas á, thì thử tham với nó đi. Cái phần trăm mà mình vô sòng bài mình đánh á, là mình đã thua là trước mắt là 40-30% rồi. Tại cái bộ bài nó chia như vậy mà. Chứ nếu không làm gì có tiền điện mà nó chạy suốt ngày bên đó. Thấy có ai mà vô Las Vegas hay Reno mà thắng không? Đó là tự tham, mới tham đó. Tham đa số ai cũng còn, nhưng mà còn ít hay còn nhiều thôi. Mình biết đủ là được rồi. Nếu những con bầu ở Việt Nam á, mà họ biết đủ á, hôm nay họ đâu có bị đốt củi đâu. Tại vì tiền nó nhiều quá thì nó thành ra là một cái món mồi cho người ta đi săn á. Cho nên bộ vừa có một chút tiền nhiều là đổi xe măng hết, tao không có gì á, tụi mày đừng cướp tao, tụi mày đừng kiếm chuyện tao. Ai ra đồng nào là đổi xe măng với mua tượng không? Chứ không có để dư giả. Không tham, không trộm cướp, dĩ nhiên là không có đi ngó vào túi người ta, không có trộm cướp, không làm tiền người khác. Cái này cũng hơi khó à nha. Ở Việt Nam mua một cái chích 10 cây, 40 cây mà không lấy vốn lại làm sao được. Cái lương tâm của cái ông công an, ông đứng ngay góc đường, ông nói tao đứng ngay góc đường này được là tao phải tốn tiền 40 cây. Tao lấy 40 cây tao đâu có tội đâu, công bằng mà. Ông sẽ nghĩ như vậy đúng không? Nhưng mà cái ông trước thì lọt xuống địa ngục rồi, thì cái ông đó cũng lọt xuống địa ngục nữa. Đi hố lộ, đi bắt người ta, bắt một cách vô cớ để mà lấy vốn lại là có tội rồi. Không cần biết cái chức của mình mua nhiều, đứng ngay góc đó. Thế nên kỳ này ở dưới cầu nhiều lắm, áo vàng chói và áo vàng lật lợt cũng nhiều nữa. Không cho dây nặng lãi thì cái đó là ai cũng biết chuyện đó. Giới thứ năm là phải khiêm tốn. Khiêm tốn là mình nói rồi, mấy con lúc nào cũng giữ danh dự của cha của mẹ và cũng hãnh diện. Tôi họ Thiên, con của ông trời, phải làm cho nở mặt thượng đế, nở mặt cha trời mẹ đất. Thì mấy con cứ nghĩ nhiều thôi là tự động những cái thứ khác nó đi chung hết. Mình đi giao thiệp, mình đi bếp đê tiệc tùng, hay là mình đi bất cứ một cái nơi nào thì là mình đều khác thường hơn người ta. Mình không có lăng tăng lăng xăng, không có nói lung tung, nói những gì cần phải nói, cười lúc cần phải cười, nghiêm cần lúc cần phải nghiêm, chứ không phải lúc nào cũng cười. Lúc nào cũng cười thành gì hả? Lúc nào cũng lùm lùm im im là gì? Lúc nào cũng phải tì ra đúng không? Nhưng mà làm sao mình nghĩ là mình còn trời á thì lúc đó mình sẽ khác. Tại vì trong cơ thể của mình nó có hai cái luồng điện. Luồng điện của mẹ là cái chân chân thần của mình, là cái bóng ma đó là của mẹ tạo ra. Còn cái trí khôn của mình là chân linh, là do cha tạo ra. Mình có hai đó trong cơ thể mình rồi. Mình phải biết là mình con trời họ Thiên, không có nên làm cho những người khác
phiền về mình. Nói khiêm tốn, không ngã mạn, không tự cao. Lúc nghèo cũng không nên tự tự kỷ, gọi kia là ta tự bỉ gì kỷ vậy đó. Lúc nghèo cũng không có nên, cũng phải bình thường. Lúc làm triệu phú cũng không có nên cao ngạo hãnh diện. Mình nghĩ cái đó là cha mẹ thương mình. Hôm nay mình có một tiệm nail, ngày mốt mình có 10 tiệm nail, một hệ thống nail. Hồi xưa mình làm tháng 10.000, hôm nay mình làm tháng 100.000, thì mình có cuộc sống khá hơn, gia đình khá hơn, nhưng mình cũng phải giúp ít nhất 10%, 20% cho những bà con dòng họ xa ở bên nước Việt. Đâu có quá đáng, đúng không? Tại vì họ cũng có tài trí như mình, chẳng qua họ không có lọt qua Mỹ, họ không có cơ hội. Mình có cơ hội. Cái phước của họ, khi mình gửi tiền về, cái phước của họ tự động ở trên trời Phật đã giao qua cho mình, dùng cái bàn tay mình làm để mà đưa về cho họ. Cho nên cái số tiền mà con gửi về cho ông ngoại, bà ngoại, cô dì á, không phải là của con, là cái phước của bên đó. Tại cái nước Việt không có tạo cơ hội. Nhưng mà nếu về đức hạnh, chưa chắc đức hạnh của con á là cao hơn mấy người Việt Nam nghe. Nên khi mình nghỉ gửi tiền về Việt Nam á, mình đừng có nghĩ là mình hay à. Mình về bển á, mình đi múa này cho tôi thôi, đi làm ly cà phê cho tôi thôi. Cái này sao, giường này, ga này giặt chưa rồi này nọ. Nó đừng nên, tự mình phải đi làm hết. Cái hộ về Việt Nam á, không ai biết cái hộ là chủ phú. Ở đây có thùng Costco 10 đồng 3 cái. Cái quần xà lõn, quần sọt, thế mà mặc cho tới 2 tuần lễ về Mỹ. Đi lang thang, đi cái đôi dép cà sẹt ở vậy đó. Khoái vậy đó, nó mát. Không có thích ở đi vòng vòng trong thành phố, cứ dưới quê ngồi dưới gốc cây, gốc sồi, bắt cái võng ngang vậy đó, chơi với mấy con cò. Tại đây mình đâu có dễ thấy cò đâu không. Việt Nam chú phụ khoái nhìn mấy con cò bê xuồng quá không. Nó có nhà chú phụ có mấy cái mương á, vậy vui. Mục đích là vui thôi mà. Giờ qua Hilton cũng có xong á, cũng vui. Mà ở phía sau nhà hôm qua đó cũng có mấy con cò nữa, thấy nó y như kiểu Việt Nam vậy đó. Cô phụ nói với Mỹ Hạnh á, làm 200 cái ghế thấp thấp mà không qua ngồi dưới cỏ mà ngay bờ sông đó. Chứ giờ bữa qua ngồi ai cũng ngồi dưới cỏ hết, cô phụ ngồi dưới cỏ luôn. Lấy cái giày á kê lên cho đựng ướt cái quần nữa nè. Vậy mà vui. Giới thứ năm là nó có cái phần là không hận thù ganh ghét. Khi mình giận ai á, chú phụ không giận ai quá 3 ngày. Về lục Phật, chú phụ ngày xưa mười mấy năm trước có thọ Bồ Tát giới là không giận ai quá 3 ngày. Mấy đứa con hôm nay đạo thiên trong cái giới thứ năm này có đó, mình tập cái đó đi. Mình giận người ta quá 3 ngày á, coi chừng mình bị ung thư giận á. Có mình giận người ta, người ta đâu có biết đâu. Cho nên người ta có làm gì dữ lắm á thì cũng xong, qua 3 ngày xóa xuồng làm lại. Lúc nào mình cũng để cái tâm của mình nó bình thản như nè. Như cái bản vậy, ngày nào cũng phải viết cái chữ mới vô, đừng có để chồng chồng lên, thì con người mình sống rất là bình thường, thoải mái. Không có nên được giận này quá 3 ngày. Không mua toan hại người thì cái đó biết rồi. Không uống rượu say sưa, nghiện ngập cờ bạc. Cái này căng rồi nghe. Bảo đảm trong các con đều có đi tiệc. Mấy chư thần, mấy chư tiên, mấy con có biết là tiên ông không? Cũng uống rượu, đánh cờ với mấy ông tiên. Mình sư phụ cúng mấy ông thần cũng có cúng rượu đúng không? Địa tiên mấy ông uống rượu mà mấy con cúng nước chả ông cũng ok. Nhưng mà không phải. Xưa trên núi mình cũng vậy, chân thần á, thì ông phái cà phê, đứa nào làm cà phê ông phái mỗi ngày. Nhưng mà ông cũng cúng không phải có một chút rượu. Cho nên ông nghĩ là cái gì mà mình cũng chấp quá đó thì nó lại không có đúng.
Cái quan trọng là chánh đạo hay tà đạo là do cái tâm của mình. Trên chợ hội bàn đào hay là hội tia gì tủ tiên gì đó mấy là có thiệt á, thì mấy con đi tùy tùng nhấp nhấp chút thì không ok, đừng có để làm sao cái đầu mình nó xỉn say được rồi. Xỉn say tức nghĩa là mình mất đi cái lý trí của mình á, thì cái đó đó thì mình làm chuyện sai thôi. Khi mà mình nắm được cái căn bản là giao du giữa dòng đời, nửa đạo, thiên tâm là nửa đời, nửa đạo, mà mình làm cho mọi người vui là tu rồi đó. Mình làm cho mọi người dị ứng mình thì hơi là khác thường đó. Mấy con đang mặc đồ này, một chút mấy con qua chùa thấy chừng 200-300 mấy bác cứ nghiêm trang mặc áo tràng, mấy con có dám sắp lại tới làm bạn không? Đúng không? Mấy con hiểu không? À. Rồi mấy con đang có đứa ăn theo ngày ăn chay, mà ngay ngày đó mấy con là ngay ngày ăn mặn tam tịnh nhục, vô thấy người ta ăn chay không thì mình ăn chay luôn thì tốt. Lỡ cái bà ngồi kế bên bà hỏi con ăn chay bao lâu rồi hả, thì con phải nói thật, đạo thiên không có nói láo. Tôi ăn tam tịnh nhục, bảo đảm con sẽ làm cái bát đó giận liền đó, thật ý liền đó, đúng không? Thì tốt nhất khi người ta hỏi mình không trả lời, mình không có muốn nói láo nữa, mình cười mình nín, giả bộ tôi đi bếp cơm. Cái Phật tử á, họ so đo dữ lắm á con. Tôi bộ tu với họ mười mấy năm tôi biết không phải dễ sống với Phật tử đâu. Họ được một chút giới luật, một chút nghiêm trang, một chút thanh tịnh là họ lên lớp một đống người á. Chú phụ không có ăn vậy, thiên không có ăn vậy. Thiên ra đời phải xuất chúng, hãy làm cho cả gia đình mình, con mình có tiền đi học giàu có, ra đường phải ăn mặc cũng chỉnh trời, không có được mặc sụp sệ. Mấy con không có tiền mua LV thì ok, có cũng phải nên mua để không phải mình xài sang, nhưng mình đi vô những cái chỗ để cho người ta đừng coi thường mình. Người ta coi thường mình thì người ta, mình tạo cái ngã cho họ đó. Mình sống ở hòa đồng với đời là như vậy, chứ không phải là cho hụi suối để mình mấy con xài sang nha. Nhưng mà tùy theo mỗi người. Sư phụ đi những cái nơi Mỹ, người Mỹ không bao giờ biết cái tâm sư phụ là người tu, cứ nghĩ sư phụ là người super businessman lắm. Sư phụ nói chuyện bình thường, mình giữ giới là mình miễn sao mấy con đúng giữ giới, nhưng mà ra đời phải thích ứng là như vậy. Nghiện ngập cờ bạc là biết rồi, hai cái bị cái nghiện ngập với cờ bạc đó, nó khó trị lắm. Nhưng mà ở trong các con, những chồng hay là bạn bè anh em, đứa nào mà có dính nghiện ngập cờ bạc đưa tới cho phụ, phụ sẽ trị hết được đó, phụ bảo đảm luôn. Nhưng mà nó phải chịu ngồi nói chuyện, phụ có cách. Nhưng mà nó phải chịu tới hay không kìa, thì phụ phải có vợ nữa nghe. Tại sao? Phụ chỉ nói hai cái căn bản, tại sao họ nghiện xì ke, nghiện cần sa, nghiện rượu, nghiện quán nhậu, nghiện nhìn mấy con gái ở quán nhậu cẳng cao đi lon ton, nó cũng là nghiện. Tiếng ồn ào, mình karaoke trong nhà trong này thì để cho nó có sự thay đổi không khí khác. Có những người đi nghiện karaoke chiều nào cũng đi ca là khác nghe. Chứ mỗi chuyện mấy con phải coi cái sự việc nó khác. Thì mấy cái đó là sao? Là vì họ rất là cô đơn, trong cái tâm rất là trống rỗng, mà họ cần có một cái gì để lấp lại. Muốn lấp lại là gì? Chỉ cái họ thì ngồi thiền trước là từ từ đầy, chỉ từ từ lên, khoan á, do đọc kinh khoan á, cho họ thiên khoan này hết, cứ lên trên núi ngồi nhìn vô cái tượng, nhìn chừng 3 lần mà lên núi bảo đảm á, chưa hoạt độ liền á. Hồi từng chị mấy cái thằng mà nghiện hung dữ hết luôn á, nó nhiều kiểu lắm, nhưng mà nó có cách. Chẳng qua họ cứ lông tông ngoài đường rồi gặp bạn xấu không à,
rồi gặp những cái người tốt á, lánh né nữa, thì họ mặc cảm, rồi từ mặc cảm cái một ngày tăng đô, rồi từ từ cái tuổi thọ giảm, rồi chết đòi đi ngục. Con thấy phí cuộc đời không? Phí á. Khi đã đi không có đúng đường rồi, tàu đã đi lạc hướng rồi, thì nó sẽ bị đụng vô đá ngầm, hay là bị cái lốc cuốn á, chìm á. Cờ bạc cũng vậy thôi. Em trai hay em gái? Em có con là em trai hay em gái? Hả? Nó không có cần phải lên núi thì không chỉ cần qua bên đó. Nói cho hụt kêu nó qua rảnh thì cứ mở cửa lại cha lại mẹ bệnh cũng được nữa. Chịu khó chạy xuống đây. Ở đây tất cả mấy con ngày xưa giờ cờ bạc á, hôm nay mang họ thiên rồi, chấm dứt. Muốn cờ bạc thì cứ việc cờ bạc, nhưng mà cờ bạc chơi mấy con chip trong nhà gia đình thì ok, đừng cờ bạc tiền thiệt. Tại tiền thiệt á, tiền là gì mấy con biết không? Tiền là tiên, là Phật, là mật ngọt gì đó, là máu á, là ruột á. Móc tiền ra hồi nóng máu, hồi gia đình gây lộn nữa. Cho nên có đánh chơi lại. Cái hội thấy hiện giờ nè, có những đại gia, những người ấy người ta cũng đánh hồi á, đánh lên một đêm 50,000 đô như chơi. Có nhiều lắm hiện giờ ấy. Còn lâu lâu, ví dụ như đi gia đình, đi Las Vegas chơi cho vui để mà hòa đồng với bạn bè ở xa tới, mấy con trên đường tới, mấy con xét ok 1,000 đô thôi nghe, thì vô đặt cái gì đặt, thua ăn thua vậy 1,000 xong. Đừng có nóng máu mà móc thẻ ra là mệt á. Thì mấy con có quyền đó, để cho mình có cái sự hòa đồng và mình biết là mình sống thế gian, mình thích ứng thế gian, chứ không phải mình quên mùa dốt nát, hiểu không? Tại vì thí dụ một người anh em bạn dì ruột hay chú bác ruột ở xa tới, họ có cái tánh đó mà con không có tánh đó, con sẽ làm cho họ tình cảm gia đình nó bị sức mẻ đó. Mình không muốn cái đó. Cái quan trọng họ thiên là phải thích ứng để cho cái người kia được vui, rồi từ từ họ thấy cái phong cách mình á, họ mới hỏi à, ê hả, đéo gì vậy? Rồi nói là từ lúc đó họ chịu nghe con nói, con bắt đầu con mới nóng. À, sư phụ tôi dạy như vậy, cha mẹ tôi dạy như vậy. Cha mẹ là ai vậy? Ông trời á. Ông trời là ai vậy? Ông trời cũng là cha của mày luôn á. Lúc đó họ mới giật mình, đúng không? Chứ còn lúc đầu mà họ vừa bay qua thăm con mà con nói mấy cái này là xong, hư bột hư đường. Hey, tao muốn đi Las Vegas mà chở tao đi, mà đây tao chỉ mong con gì, con cứ việc chở thoải mái. Chứ còn vừa qua, hey, tao có giới lực, tao không có vô sòng bài được, xong. Mấy Phật tử bảo đảm bà nói vậy đó, con tin không? À, thí dụ qua cái nó, ô mày làm buổi BBQ tao mời mấy bạn tao ở vùng này tới, cho nó mở BBQ. Ok, thịt bò Korean hay là con mực thì nó đã chết rồi, đúng không? À, vậy thôi, đơn giản vậy đó, cho mày BBQ. À, cho nó uống bia thôi, đừng mua mấy cái rượu 45 độ, chi nó uống nó nóng lên hồi nó loạn trí. Vui thôi, nghĩa là con thích ứng nhưng mà mình control, đừng có để cho mất cái hòa không khí trong nhà. Cái phụ nói mấy này lên mạng bảo đảm có người chửi. Cái phụ nói ăn chay niệm Phật thì đúng, mình ăn chay niệm Phật, nhưng mà ngoài đời có bao nhiêu người ăn chay niệm Phật? Con muốn độ hết chúng sanh 9 tỷ người trên thế gian này, con phải làm như thế nào? Độ con cọp á, sư phụ cũng đầu thai thành con cọp á. Con cọp nó có đói bụng không người ta? Đói bụng nó ăn gì? Ăn cỏ hả? Nó không phải đi kiếm con nai nó cắn cỏ nó ăn, đúng không? Mà lựa con nai nào á, nó muốn về, nó muốn tiến quá. Ê cọp, ăn tao đi, rồi tao tiến quá lên chút, thì nó cứ qua nó lại, ăn qua ăn lại. Cho nên thời nay á, Phật tử với thầy á, đi chung vô sở thú là cũng là giống vậy, ăn qua ăn lại. Hồi xưa ông dụ tôi
gậy quỷ cho ông. Hôm nay á, ông phải làm mồi lại cho ông làm heo rừng cho tôi cắn lại. Thế là qua cứ về, cứ qua cứ về. Nhân quả mà. Đạo thiên tu tự tâm, tu từ ý nghĩ, tu từ hành động. Quan trọng nhất là phải hòa đồng với môi trường, với mọi người. Khi ra đời, nghề ra nghề, ngỗng ra ngỗng. Lúc nào tu thì tu, lúc nào đời là đời, lúc nào đi là đi, lúc nào chạy là chạy. Chứ không có vừa đi vừa chạy cờ lết. Hiểu không? Đó là vậy. Cũng không có cần tỏ vẻ nữa. Ví dụ mình gặp một người con giáo, hỏi con có đạo không? Mình nói tôi có đạo tâm. Thì họ sẽ nghĩ như sao? À, đạo tâm là họ tưởng là mình giảng với họ là cái tâm. Đó là thiên tâm đó con. Đúng không? Mình đừng nói chữ thiên vô, mình nói tôi có đạo tâm. Giờ gặp người đạo Phật, đạo công giáo, bất cứ đạo nào, hay là một người bạn bè hỏi mình, ê, mà không có đạo gì chứ, tôi có đạo tâm. Nhưng mà đừng nói chữ thiên. Để từ từ mình sẽ nói, đúng không? Chỗ thiên tâm vô là bắt đầu họ dị ứng lên liền á. Mình mới đi nhẹ nhàng từ từ thì cười bác con dạ. À, tôi có đạo tâm, ai cũng là đạo tâm hết. Ông chữ thiên là ông trời là cha rồi đó, họ dị ứng cha. Số 7, không tà dâm không ngoại tình. Bên công giáo họ có làm sai ngoại tình gì thì họ nghĩ cuối năm đi rửa tội ông cha, kéo cái màn xuống, cái ông cha ngồi trong nhà sinh room, cái con chiên đứng ngoài đâu nhìn thấy mặt ông cha, có miếng khăn mà, tại bà xã cũ sư phụ đạo ông giáo, bà về bà xin tội bà kể cho phụ nghe, cái bà nói à, bữa đó lỡ đi tiểu, đại khái nói ông đóng, nói thật tình ổng, ổng ngồi trong cười khà khà. À, thôi cha thay mặt Chúa xá tội cho con. Thế mà 3 tháng làm lại tiếp. Đạo thiên không có như vậy nha con. Xưa nay mấy con không mang họ thiên thì thôi. Mang họ thiên thì mình biết sư phụ nó cảnh cáo đó. Lúc nào cũng có thiên long bát bộ, cũng có chư vị Bồ Tát, chư thánh, chư thần xung quanh các con đầy á. Mình đừng có lúc nào họ thiên á, mình đi chỗ không người là chỗ đó đông người nhất á. Mấy con tin vô hụ đi, mấy gì biết hết á, đừng có tưởng là mấy gì không có biết. Phải né. Trừ trường hợp mình chia tay thì là khác nhé. Xã hội thời nay á, cái nạn này là quá trời luôn ở Việt Nam. Mình nói cái này nó bao la lắm. Có cái số 7 á, nó có chữ không tà dâm. Dâm có nghĩa là cái gì? Sáng ăn vô, chiều dục ra. Đó là lời Phật. Thân tứ đại mà. Con nghĩ bao nhiêu vị thầy. Bộ mấy ổng mình nói chuyện này hơi tế nhị. Mấy ổng để cho gọi là gì ta biết không có chuyện đó. Khi sáng ăn vô dì dục ra có nghĩa là cứ để nó tự nhiên, nhưng mà cái đầu đừng nghĩ cái chuyện mà phái lạc đó. Khi mình vô chùa mình tu mặc áo vàng cũng vậy, nó là một cái tuần hoàn tự nhiên. Nhưng có những con người á dùng cái đó để mà làm vui á, đó là bị tội á, mới phạm vô tội tà dâm. Có nhiều người còn dùng vô những cái chất kích thích nữa thì không có nên, cứ bình thường thôi. Tại vì khi mình dính vô cái đó nhiều á, nó ghiền á, không giống như tăng đô ghiền, thì lúc đó mình sẽ không còn giữ được bất cứ giới nào hết. Còn cái cơ thể nó tuần hoàn tự nhiên thì để nó tự nhiên, nhưng mà lúc mà đó đó mình đừng có nghĩ tới chuyện đó. Số 8 cái này căng nè.
không sợ nghèo, không sợ già, không sợ bệnh, không sợ chết. Có ai trong này không sợ nghèo không? Chị cỡ tuổi đó chị đâu còn làm nữa, lãnh tiền chính phủ nhiêu là nhiêu thôi, còn gì nghèo giàu nữa, đúng không? Không cần giơ tay. Trẻ kìa, ai không sợ nghèo? Người mà không sợ nghèo á, người đó sẽ giàu á. Ngộ lắm. Quan trọng nhất mình giữ tâm mình đời sống thanh đạm, biết đủ. Mình đừng có nghĩ là tôi phải hôm nay tôi làm income 3.000, giữa neo 3.000 part time, tôi phải đòi 30. Cái mình nghĩ 27.000 này tôi phải làm chuyện này, tôi phải để dành làm mua nhà này, tôi phải gửi dựng anh 5.000. Đừng có tính cái đó. Mình tính theo khả năng của mình á, có làm được hay không. Còn nếu mà mình tính mà không tới á, mình dễ đi sai đường lắm. Khi mà có cái giới thứ 12 á, đọc kinh ngồi thiền á, cái ngồi thiền là cũng là quán chiếu nha. Mình quán 7 giờ, quán 8 giờ, quán 9 giờ á, mình quán mà cái đó thì nó cũng quán luôn những cái công chuyện làm ăn của mình luôn. Thì là những lúc đó mình ra những cái ý kiến rất là hay á. Thay vì tôi hùng với đứa này, bạn này, bạn kia, tôi không hùng. Hùng hập á, 10 người á là ly dị hết 10, gây lộn hết 10 á. Tại vì khi hai người bạn thân với nhau từ nhỏ tới lớn, không có tiền thì thân nhau, khi có tiền rồi thì cắn nhau. Con nghĩ hai con chó đó nó đói, anh em hai con chó thường ngã liếm nhau không, mà khi nó đói con thấy cục xương hai con cắn nhau liền. Con người mình không có phải phân bì như vậy, nhưng mà nó tế nhị hơn, nó cũng gần giống vậy đó. Cho nên làm gì làm, phụ khuyên á, hùng á là phải có cái điều lệ đầu tiên, giao ước. Tao vô 8 tiếng, mày cũng 8 tiếng. Tại vì một đứa nó sẽ làm biếng, nó nghĩ là đắt hàng rồi, cái nó nghĩ nhỏ này tánh tốt á, cái nó từ từ lạm dụng. Thì lúc đó hai cái tánh khác nhau thì lúc đó sẽ là gây lộn. Ngày xưa khi sư phụ lập nghiệp năm 1993, sư phụ có rất là nhiều khách hàng. Sư phụ người ta thương, người ta đưa đồ. Rồi có hai thằng partner, nó cũng làm rất là giỏi. Nhưng mà sư phụ đưa đồ về thì hai thằng này nó ăn chơi, nó không có chịu làm. Mỗi một ngày á, nó chạy xe van trong cái building, nó đậu vô. Cái nó giỡn mấy con nhỏ tàu mà vô học sinh, nó làm ăn gì trong đó mình không biết. Nó cứ chỗ làm ăn mà nó cứ như vậy, rồi nó không có chịu chạy ra đồ. Một thằng có công chuyện chú phụ lo gì giấy tờ, với lo gì đưa đồ vô, nó thì nó mới lo máy móc với lo này nọ. Cuối cùng á, chú phụ làm có mình, chú phụ không có nói gì hết, chú khuyên á mà khuyên không được. Tới một ngày chú phụ kêu hai thằng lên nói, ok cái hãng này thời đó trị giá, tụi mày cho giá đi bao nhiêu. Cái nó ngồi nó ok rồi, trị giá 300.000, vậy mỗi thằng 100.000 phải không? Một, tao là người muốn ly dị với hàng bày á. Cái nó quảng hồn, nó sao vậy? Tao thấy không xong. Tụi mày thấy tao hiền, tụi mày vừa lấy đồ về, tao làm thứ bảy chủ nhật, tụi mày tối ngày cứ ôm gái không à, còn đi vô trong hãng ăn chơi nữa. Ô đó đâu có nhầm gì, mình đâu có trách họ, nhưng mà cái tầm nhìn á, chỗ nào làm ăn là làm ăn, tụi mày đi khách sạn đi không, nó cứ đem chiếc xe van vô là vậy. Một chuyện có nổi. Tao anh hùng, tao cho tụi mày là the first option, tức là giống như súng cao bòi vậy á. Sư phụ bỏ súng vô bóp, tao cho mày bắn tao trước á. Có nghĩa là nếu mà thời đó mà nó thôi sư phụ 100.000, sư phụ chậm 100.000 thì hôm nay mình không có hãng 1 tỷ rồi đó bạn. Cô cho hai thằng, cái nó về nó suy nghĩ 3 ngày. Cái nó đúng ngày hẹn, nó vô, ba thằng ngồi. Giờ sao?
Ok rồi, Kiệt mày đưa tao 100, Kiệt mày đưa tao 100, hai thằng nói vậy, để nó ra. Thì lúc đó thiếu hụt không có tiền đưa. Thiếu hụt đi chạy đôn chạy đảo khắp tứ phương cũng không đủ. Nhưng mà thôi phải thôi. Cuối cùng thư phụ mượn này mượn kia vàng dòng bán đồ này nọ. Ở đây nó có chỗ mà cầm mấy chiếc xe cho mình tiền lãi 20 chấm luôn á, nó có. Cầm luôn mấy chiếc xe. Rồi tao thôi hai thằng ra. Rồi lúc đó một mình sư phụ mới cầm cái tay lái và đổi tên hãng lại tên của sư phụ. Đó là câu chuyện. Cho nên sư phụ kinh nghiệm những cái hình hùng thật đó. Tất cả các con họ Thiên á, ra đời hay đạo, sư phụ đã mở đường. Có bất cứ chuyện gì cứ nhắn tin sư phụ sẽ cho ý kiến. Phụ đã trên chiến trường, phụ đi ra tòa với luật sư á, nhiều hơn các con ăn cơm đó. Phụ là luật sư luôn nữa đó. Cho nên có những cái mà mấy con không có hiểu về luật lệ đó, thì khỏi phải tốn tiền hỏi với phụ. Không sợ già, ai cũng sợ già hết phải không? Sợ già không? Sợ bệnh thì sợ, chứ sợ già tao nghĩ phải sợ. Rồi có sợ chết không? Không. Ở trong 350 giới của Tỳ Kheo Ni á, mà là mấy người tu á, mình mà qua cái này nữa, mình coi cái cõi này nó vô thường lắm. Tại vì mình là thật sự là vô thường, mà mình là một giấc mộng dài một đời người, đúng không? Thân này là vô thường mà, mất mớ thì phải sợ. Chỉ sợ bệnh làm phiền thân nhân thôi, chứ mà ngoài ra mình không sợ gì hết. Cái gì nó tới là nó tới. Phước nghiệp, mình cứ nghĩ là mình có phước có nghiệp, có cha có mẹ có Phật. Cho nên mấy cái này á, ngoài cái sợ của mình, khi đã ngoài cái tầm tay của mình thì mình đừng có cần phải lo, không có cần phải giới luôn nữa. Cứ để nó tự nhiên. Có cha tính, mẹ tính, chư Phật tính. Số 9, không nghĩ vào tài sản của cha mẹ hay người khác, không được lười biếng. Ở đây sư phụ bảo đảm tất cả các con không có lười biếng. Cái là mình không nghĩ vào người khác. Thật sự mình là tị nạn qua đây hay là đi bảo lãnh qua đây, mình từ bàn tay trắng là có cuộc sống. Mình không phải là con ông cháu cha hay là giàu có gì. Thì mình mấy cái này là đa số mấy con không có bị cái này. Ở Việt Nam là bị đó. Để cho nó qua cho lẹ. Thứ 10, không kỳ thị, phải hòa đồng với tất cả tôn giáo. Cái này quan trọng á. Người công giáo họ có cái luật, là vì cái đạo của họ rất là tốt, nhưng mà rất là khuôn khổ. Là vì họ chỉ muốn không có những người đi ra ngoài đạo để số lượng. Còn đạo của cha là đạo gốc. Mình không có nói là vô phát kinh của Phật giáo hay của Thiên Tâm giáo là phản Chúa, mình không có nói như vậy. Công giáo cứ vào một anh em, Phật giáo cứ vào một chị em, Hồi giáo cứ vào một tiểu muội đại khái. Mình không có kỳ thị. Mình càng phải học kinh Koran, mình càng phải học kinh Cũ Ước và Tân Ước để mình hiểu thôi nha. Cái nào chúng xa trong đó, kinh Tân Ước Cũ Ước nói trái đất này thẳng, mà xưa Phật nói trái đất này giống như cái đầu của ngài đang là tròn tròn dẹp dẹp á, chọc á. Rồi mình không có kỳ thị. Mình là cái gốc, mình là cái thân cây. Cái thân cây, tất cả nhân loại đạo trên thế gian đều là do cha ra hết, không có đạo nào sai hết. Nhưng mà mình đang là cái gốc cây, mình là một đại đạo trong tương lai, một cái đạo thống nhất tất cả các đạo. Nếu mình kỳ thị mình sẽ không thống nhất được họ. Lúc nào cũng nên giữ cái lập trường đó. Chiếc thuyền lớn không bao giờ đụng chiếc xuồng con, đụng là xuồng con nó chìm. Mình là thuyền lớn, mình là đi thẳng từ cha từ mẹ từ thượng đế lập ra đạo này.
Đức Thầy lập qua lập đạo Hòa Hảo, Đức Thầy lập đạo Bổ Sơn Kỳ Hương. Nhưng Đức Thầy cũng là dân lệnh cha lập ra đạo Thiên Tâm. Ngài sẽ giải thích. Bên cao đài, Ngài Phạm Công Tắc, Ngài Lê Minh Chiêu, Ngô Minh Chiêu cũng tuân lệnh của cha, nhưng bên đó hiện giờ chưa có giáo chủ đúng không? Chờ mắt thứ ba không? Chờ thiên nhãn đúng không? Nhưng mà cha chưa có một người ấn định xuống để mang sắc phàm. Phải có sắc phàm lập ra lịch sử giống như Phật Thích Ca, giống như Chúa. Phải chịu đau, chịu đớn. Phật phải đạp gai, Phật phải ăn đồ ăn của ngựa. Thì nó có cái lịch sử thì mới gọi là chánh đạo. Đạo Thiên Tâm hôm nay là đại đạo của cái thời đại hoàng kim của Phật Di Lạc. Thì mình phải hãnh diện cái đó. Thì cho nên mình không có kỳ thị. Mình kỳ thị là mình đẩy họ đi xa. Đó, thôi giải thích vậy. Mình học để mình hiểu, chứ không phải mình học để mình theo. Tại vì mình đã siêu rồi. Bây giờ con qua con học Hồi giáo Kinh Quran. Họ đâu có nói là có nghiệp. Họ đâu có nói là thần hồn đi từ xác ông Saddam Hussein rồi đi qua thành Putin đâu. Có đó nghe. Cái thần hồn có thể đi bất cứ quốc gia nào, đầu thai bất cứ quốc gia nào. Nhưng mà những cái kinh từ đạo Do Thái nè, là do ông gì ta là liền không có nhớ tên. Thì với đạo Hồi giáo, đạo Công giáo và đạo Cơ Đốc giáo đều là một nguồn gốc. Một nguồn gốc ngày xưa các ông gì tử như giờ có một chút xíu sư phụ sẽ nhớ lại. Ở bên Do Thái, ổng chỉ là nằm mơ truyền tin thôi, không có thật như sư phụ ngày hôm nay nữa, mà lập cho ba cái đại đạo trên thế giới rồi. Nghĩa là có một chút xíu gọi là linh thiêng thôi đó. Giống như ông Mohammed, có một ngày ông nằm mơ ông thấy mấy vị thiên thần đi trên trời một cái ông vô hàng cái ổng, ổng người đầu tiên lập cái đạo, người đệ tử đầu tiên là vợ ổng. Là hôm nay đạo Hồi giáo khắp thế giới vậy đó con. Rồi bên Công giáo thì Chúa 30 năm làm người không ai biết ngài là ai. 3 năm cuối cùng hiền lành, lành hiền, chỉ là đưa tay kêu ta hiền lành thôi, chứ không có một cuốn kinh Thiên Tâm. Cũng thời đó cũng không có cái dấu hiệu, rồi cũng chẳng có cái gì hết. Hai cuốn kinh thời nay bên Công giáo học là Chúa bước tới, Chúa bước lui, tới lui lui tới ngang dọc. Đó là lịch sử của ngài làm cái đó. Thì họ học tới ngày hôm nay, họ không có như kiểu mình đọc thần chú Lăng Nghiêm, đọc Bát Nhã để mà sáng tâm, đọc kinh Chủng Đề. Thiên Tâm có Tam Đại Tạng Kinh. Tam Đại Tạng Kinh mấy con chỉ cần một trang của trong Tam Đại Tạng Kinh thôi thành Phật rồi, chứ không cần nguyên một cái tạng kinh khác. Trong cái bài Kính Thiên thứ hai, mẹ có nói tu theo Di Đà Quan Âm, thời nay thầy làm sai, chứ kinh Phật lỡ lưu truyền mấy trăm nghìn năm không có sai. Hôm nay chỉ là biết cái gốc mình thờ Thượng Đế duy nhất. Tại vì ai cũng kêu ông trời, ai cũng kêu ông trời. Thế gian này Công giáo, Phật giáo và Hảo giáo, người không đạo bởi vì cũng ôi trời ơi, oh my god, kêu cha tối ngày. Thì hôm nay mình mang dấu hiệu của cha là dấu hiệu Thiên Tâm đó. Số 11, không mê tín gì đó, không gia nhập đảng phái, không hoạt động phi đạo đức, không buồn ngãi thư ém. Hôm nay ngày tận thế, ma quỷ ngủ thú nó vô nước Việt nhiều, nó làm bất cứ cái gì mà để đạt được cái lợi và cái mục đích của họ. Hết bùa này thầy kia thằng chú nọ con thấy tá lả trên mạng, rồi đi về Việt Nam phải cẩn thận. Bùa ngải nhiều lắm, mình dính vô đó là mình phạm á. Mình chánh đạo, mình đọc Lăng Nghiêm, mình đọc Hợp Chú cũng giống như mấy Phật tử, nhưng mà mình khác Phật tử một chút. Mấy con có cánh, mấy con giống như lính Navy Seal, họ cũng như lính bộ binh vậy. Tôi nói thật,
bộ binh á, nghe đi, để mà tự ái. Mình là Navy Seal, tâm mình bao la hơn, mình không có kỳ thị tôn giáo, mình vẫn đọc kinh của Đại Thừa, mình vẫn tuân giới luật. Mình còn khó hơn nữa, 12 giới còn nghĩ ngũ giới của Đạo Phật, cái nào khó hơn đây? À, nhưng mà mấy con có thể làm được bao nhiêu trong này? Hầu như làm được hết đúng không? Đâu có khó đâu, đâu có cần phải Bồ Tát giới 32 giới rùm xì ben này nọ, về đâu có cần ba món trong Bồ Tát giới. Ai có ba cái đồng hồ Rolex, có cái thứ tư là phải cho, không cho là hủy hết tất cả công đức tu hành ba giới đó. Con có làm được không? Hơi phi lý ha. À, bên 12 giới không có đó. Con có ba cái thì con đeo ba cái, bốn cái là cũng vẫn của con. Con không có cái nào? Không có. Không có thì không đeo. Không có không đeo. Nhưng mà bên Đạo Phật á, mà mấy đứa, mấy người Phật tử mà tu giỏi mà Bồ Tát giới đó, là cái gì mà trên ba là phải cho. Còn mấy thầy thời nay đó, nhiều khi mấy ông có ba bồn, mấy ông muốn bốn bồn nữa, đừng nói chi mà cho bớt con bồn. Vật đồ vật chất đó thì khỏi nói. Mấy con nghĩ có giữ giới nổi không? Có ba chùa thì muốn ra bốn chùa, bao nhiêu ơi, đã là sai giới rồi. Đừng có tưởng là sư phụ không nói thì đụng chạm, nói để mình có cái sự hiểu biết đó. Có một lần cái ông thầy đây nè, không có quá nhiều chùa luôn, cái sư phụ nói sao thầy cứ xin tiền xây chùa, xin tiền xây chùa, sửa chùa hoài. Người ta mở bún bò Huế thì phải ra tiệm bún riêu rồi qua quán phở chứ, nó đắt hàng. Mà ông nghĩ như vậy á, giống như là quán ăn vậy đó, chùa cũng như quán ăn vậy, là mở nhiều quán ra rồi đổi nhiều kiểu, con nghĩ làm sao? Nhưng mà cái ownership, cái thay đồ của cái chùa là tên của cái ông Phật đó, đâu phải tên của Phật tử, đâu phải tên của giáo hội đâu. Mà mỗi một ngày mà đóng góp á, mỗi đứa 300 trên cái bảng danh sách cửa nghe, mà đóng xong pay off thì mới không phải làm chỗ khác để đóng tiếp, cứ thế mà làm. Thì con nghĩ là Bồ Tát giới ba nhà mà cho lên cái nhà thứ tư có cho không? Không có dám cho đâu. Nên sư phụ thấy nó không có thực tế. Thứ 12 là cái cuối cùng. Mấy con làm gì bận biểu cái nào cũng cần biết. Mấy con thương cha là Thượng Đế, thương mẹ là Phật Mẫu, thì giúp sư phụ mỗi ngày ngồi thiền nửa tiếng. Đọc kinh á thì nó hơi lâu, nhưng mà tệ nhất á con ngắt khúc chót là 36 lại sám hối, nó không có tới 5 phút nữa, nhiêu đó thôi sư phụ cũng vui nữa. Còn khi nào sư phụ con rảnh rỗi lắm á thì mấy con đọc từ kinh Địa Mẫu xuống. Còn căn bản tệ nhất là cứ 36 lại sám hối, ngắt cuốn kinh cuối cùng. Sư phụ muốn xuống tại nha, nhưng mà phụ phải nói để con có cái sự option. Chứ căng quá, ngày một tiếng mấy nó hơi nhiều quá nghe. À, thì thầy cho nó option đó, tức là cứ ba ông lại sám hối thôi, thầy là vui rồi. Để mình ngồi thiền, phải ngồi thiền, ngồi thiền mình mới biết được con của mình hôm nay nó có làm ông quốc, nó có đi chơi, nó có cúp cua không, thằng chồng mình đi ra đường làm gì. Tại trong thiền nó tự nhiên cái linh tính của con á phát hiện được á, cái tâm con nó không có bị rối loạn, là cho đời sống của con á, và đồng thời cũng là cho cha mẹ vui yên tâm. Và đồng thời ngồi thiền để mình biết bữa nay mình ra đường mình giao du mình làm gì, ngày mai mình có ý định mở tiệm hay đóng tiệm hay là làm gì, thì cũng là có lợi cho bản thân của gia đình trước, cho con trước. Đó là cái cuối cùng. Chào cả. Trong cái 12 giới luật của mình có một cái luật là không có được tự tử đó sư phụ. Nhưng mà sao có những thầy tự thiêu sư phụ mà lại thành Phật, con không hiểu. Tự thiêu, nếu nói là vậy, ngày xưa đại tử Phật ngài đã đạt chứng A-la-hán, cái này mướn đóng người cho tiền họ đi giết họ
đi giết họ cho chắc, tại vì họ đã ngồi thiền nhập định, họ biết cõi trời sung sướng, họ muốn quỷ sát thì phải tốn tiền mướn người giết. Thì từ đó Đức Phật mới lập ra cái luật là không có được hủy hoại thân xác. Còn mấy thầy mà tự thiêu, ai tự thiêu đâu, thời nay thầy sư phụ chưa thấy ai tự thiêu hết á. Nay Huynh có gì chia sẻ không Huynh? Sao hôm qua tối có giấc mơ về anh nữa là không muốn nghe lại giấc mơ đó nghe. Anh gặp nó em. Anh đang chủ trì một cái buổi họp của rất là đông tín chúng, nhưng mà trên cái tòa bị phá hết trơn rồi, có nghĩa là gạch vụn nè, đất cát nè, có nghĩa là anh dự định anh build một cái gì đó, nhưng mà anh mới khởi đầu thôi, thành ra đống cát đất rồi xi măng đồ này nọ nhiều lắm. Thì có hai cái đường vô mà người ta đến đông lắm, một đường bên tay trái, một đường bên tay phải. Bên tay trái thì có thang máy, thì đó là người già, người bị handicap, line up rất là nhiều, nhưng mà đợi thang máy lên rất là chậm và chỉ chở một số ít thôi, cho nên đi rất là lâu mới đến cái chỗ cao của anh ngồi thuyết pháp cho đó. Tôi thì chọn cái đường bên phải, thì có những người tuổi trẻ với lại những người khỏe mạnh á, thanh niên á, thì đi đường đó thì khó đi lắm. Nó lên cái những cái bậc thang rồi những cái thanh gỗ mà có đinh nó nhọn ghê lắm, rồi phải leo lên vách tường, rồi phải leo lên những cái cục xi măng mà có dây leo lủng lẳng rồi mới được leo lên trên đó. Thì tôi nhớ là tôi đi đến cái bước cuối cùng rồi, có bậc xi măng rồi có sợi dây treo lủng lẳng, tôi phải bước lên đó rồi. Cái sàn ngang vậy tôi phải kéo lên, tôi mới lên được, thì tôi yếu lắm. Thì có người phía sau đẩy tôi lên, không biết ai đó đẩy cái cục xi măng nó lên thì tôi mới bước lên trên đó được. Thì tôi thấy trên đó anh ngồi xung quanh đông lắm, mà chỉ có thấy cái mặt của anh thôi. Thì cái ngay lúc đó thì có một cái tụi côn đồ nó đẩy một cái thanh gỗ dài như vậy nè, mà cái trụ là hoa sen, một bên là cái đầu heo mà máu me không à, rồi nó định nó nướng nó làm cái gì đó. Cái tôi mới xuống con thằng côn đồ mặc áo đầu trọc, mặc áo trắng, quần trắng luôn, nó ra nó đánh với lại bên mình. Thì cái người đó thua, thì tôi mới cầm cái xô nước đá này nè, không biết ai đưa tôi xô đá, tôi muốn quất vô mặt nó hai cái, một quất nhẹ hiều mà nó té. Cái tôi nói ủa sao tôi không có sức lực gì hết trơn vậy nè, mà sao nó té, mà nó giả bộ té không. Cái nó đứng lên, cái tôi mới nói cái chỗ này là cái chỗ thanh tịnh trang nghiêm, không được đem những cái đồ ô uế vô đây mà làm như vậy. Cái lúc đó anh mới nói nè, thôi ra cho nó 1 triệu đô đi để nó đi. Cái nói chuyện gì mà từ nay mà mới vô khóa tiếng mà anh cho 1 triệu đô. Anh mới nói vậy nè, 1 triệu đô thì tôi có, tôi làm được trong khả năng của tôi. Nhưng mà cho tụi côn đồ rồi đi á, để nó đừng gây ra án mạng. Nếu mà gây ra án mạng á, thì City nó không cho tôi xây nữa. Thì thôi cho nó đi đi, để mình xây lên, sau này mình làm cái hàng rào dài ra. Có hàng rào rồi tụi nó vô không được. Cái nó này tính cũng hay ha, cũng giàu, cũng khôn ghê. Có trí tuệ. Đừng gây rắc mạng. Trong mơ có anh mà giống như phim vậy ha. Tôi thấy có lý do, có logic đàng hoàng. Thật sự á, nó là không phải mơ, mới là thật. Tại vì song song hiện nay sáng thức dậy thì đó là vậy, nhìn thấy giống vậy. Nhưng mà khi ngủ thì chị chiếc thân làm nhiều nơi nhiều việc lắm. Cái kia thuộc dạng người là chiếc thân dẫm mà chiếc ra đủ nơi, ai kêu tên là bay tới, 1000 người kêu một lượt, hiện ngàn cái chiếc thân. Thì cái đó cũng thường thôi, thì giấc mơ đó cũng có hiện á. Mấy con đọc comment giùm cho Hữu đi, đứa nào có điện thoại á, đọc đứa nào hay cho Hữu trả lời trên điện thoại. Rồi cuối tuần giao duyên con ở có gì. Cháu này hỏi là ông bà không có theo đạo Thiên Tăng, vậy khi ông bà mất cháu đọc kinh Địa Tạng có đúng không? Được, đọc đi, đọc luôn cho cả cổ huyền luôn.
khi mình khai kinh Địa Tạng là dưới địa ngục, ông Diêm Vương ổng mở cho một số người đi lên cùng nghe luôn á, thì lúc đó vong linh mà biết tu á họ sẽ bu đông lắm. Cho nên người khai kinh Địa Tạng là phải thanh tịnh nha, và phải có vững vững một chút về cái tu. Chúng ta tay nghề á, đi tu cũng là cái nghề ấy nha. Tay nghề yếu thì giữa móng tay ta chảy máu, tay nghề giỏi thì làm đẹp vậy đó, thì tu nó cũng vậy thôi à. Có nhiều người thuộc lào kinh Pháp Hoa nhưng mà cuối cùng cũng vô nhà thương điên. Ở bên chùa có một bác á, kinh Pháp Hoa là mười mấy cuốn, bà thuộc không có chữ nào á, nhưng cuối cùng đệ tử dạ. Vô nhà thương điên luôn, chết trong nhà thương điên. Dạ, câu hỏi kế tiếp là cúng Phật với lại đọc kinh không có nhang được không? Được, Phật không có chấp nhang đèn bánh trái gì chứ, Phật không ăn hối lộ, tâm mà được rồi. Nếu mà mình có lòng thương mà mình không có công đức mà mình bị gánh giác tội cho người khác đó, hay là sự khổ cho người khác của anh. Người ta có nghiệp thì nghiệp người nào lấy trả, đâu có nghiệp nó đòi người nào là người đó phải chịu chứ, chị sao chị lãnh giùm được. Nhưng mà có những người giống như chồng bị bệnh ung thư chết sớm ba mấy 40 tuổi, vợ còn trẻ yêu chồng quá, lúc hấp hối trong cái phòng ICU á, em ơi em đừng có bỏ anh nha, nghe ổng than cái là em cho thời ở giá suốt đời để mà nuôi con, anh cứ yên tâm này nọ. Nhưng mà thời có làm được không? 3 năm làm không được rồi cũng phải có chồng đúng không? Rồi khi có chồng rồi sao? Cái dòng linh á nó theo nó quậy cho nát luôn á. Bà hứa với tôi cho đã và không có giữ lời hứa, cho nên đừng có thời hốt hẹn hòi chứ. Nghiệp tới đâu, duyên tới đâu, tính tới đó, chắc ăn. Không có lãnh giùm luôn nữa. Giờ chị có con chị thương đó, nhưng mà cái số của nó đó là chị sống được 10 tuổi thì nó phải ra đi, chị đâu có cản được. Giống như bé ngày hôm qua nó vừa mới chết, cái hồn nó bay tới nó chị với kia đó nhỏ hai nè, mà cái nó hô bác ơi con nhắn bác gọi cho mẹ con đừng có buồn đừng có khóc. Cái nói mẹ con là ai? Cái nói mẹ nó tên Hiền. Cái đầu mình coi lại mẹ Hiền Hiền nào, hồi xưa làm việc cho bác, nó còn khôn nghe, nó vừa mới chết mà nó biết mẹ nó hồi thời xưa, bà nghĩ cách đây cũng 4-5 năm rồi. Vậy mà cái tìm được số điện thoại gọi, có phải con của Du mới chết không vậy? Nó đúng rồi, quản hồn nó vừa mới ngồi đây nói đừng buồn, nó đi về cõi Phật rồi. Dâm hồn chết nó khôn lắm. Mấy ngày qua nè, dưới có ai có câu hỏi nào không? Miền Nam Cali hả? Miền Nam Cali với miền Bắc Cali nó cũng là Cali. Miền Nam Cali ngồi xe Đào Hoàng mấy tiếng tới đây ta? Nếu mà miền Nam Cali á, mà có đủ phước á, thì cứ gán khấn đi. Khi nào bờ trên nghe thấy chí lý thì bờ trên kêu sư phụ về dưới mua đất làm dưới thôi, nó không có khó. Nhưng mà mỗi vùng miền á, là do cái nghiệp cái phước của dân vùng đó. Còn Nam Cali theo sư phụ thấy đa số Phật tử á, nó quá nhiều chùa, quá nhiều thầy, nó náo nhiệt lắm. Và đồng thời chính trị của tà, thế lực tà đó ở dưới cũng nhiều. Và những Phật tử á, giống như chiếc loại thuyền thứ tư vậy đó, là chứa nước đục, nước dơ đầy hết rồi.
Bây giờ cha mẹ về có bỏ 3 giọt cam lồ đâu có bằng một chiếc thuyền họ chứa toàn nước đục nước dơ do bao nhiêu năm họ tích lũy từ những vị ma tăng ở dưới, những vị thầy quốc danh ở dưới. Bữa hổm có ông thầy Quảng Thành có cái video, nghe mình nói theo video chứ không phải mình nói, nằm trong phòng bệnh mà chết mà còn giãn sanh nữa, bị ung thư á. Giãn sanh tức là ngồi giãn sanh chứ không phải là vô nhà thương mà giãn sanh. Vậy mà mấy ông thầy cũng nói gạt Phật tử là giãn sanh, ổng đi đâu thì hữu giờ biết luôn á, không có giãn sanh. Dân Nam Cali nên có một chút xíu hiểu về chánh kiến à. Rồi từ từ cũng sẽ tìm chỗ ở dưới, nhưng mà chưa chọn được người, chưa chọn được ai. Ở dưới cũng không có đệ tử nào thân tính để mà thụ giao một cái chỗ để mà lo. Cho nên chỗ nào có đệ tử mà có lòng tin với Thượng Đế á thì sư phụ mới làm được. Là tự vì khi sư phụ mua chỗ đặt tượng thì dễ, nhưng mà hương khói mà cho cha mẹ vui lòng ấm cúng mới là khó. Cho nên miền Nam Cali sư phụ không có đệ tử nào đáng tin tưởng để mà lo chuyện này. Có hỏi hãy lên đây chơi, lên Thiên Long Sơn một buổi khoai khỏa cho qua một cái cuối tuần lại lại, nhưng mà cái lòng tin ở dưới còn yếu, không bằng dân ở Houston. Houston người ta thương cha thương mẹ nhiều, ở trên nói tại dưới nhiều thầy quá, bệnh nó đi đủ thứ thầy hết, hết thầy này bắt mạch tới thầy kia bắt mạch, thầy làng bắt mạch, uống thuốc tể thuốc nam thuốc tây uống phát lã. Khi nào đủ số lượng người đủ phước á, tự động cha mẹ sẽ chuyển về dưới một nơi. Còn bây giờ ở dưới chưa có đủ, chưa đủ phước. Người mà có dông theo á không có tới đây được à, không có tới gần kiệt được à. Chị dám tới gần đây không? Chị đứng tới đây được á thì mới à, đứng ra này 9 bước tại mấy vị xung quanh kiệt nhiều lắm à, đứng tới đó thôi. À, dám đi tới đâu có dòng đâu, dòng nó không có dám đi tới à, vậy là ok. Nhưng mà ra ngoài đó dòng theo là không biết nghe, nó đang đứng ngoài gốc cây mình đâu biết, nó nấp sẵn tay lúc nào nó kè nó kè, lúc nào nó không kè nó không kè. Nhưng mà lần sau á em có tới em đừng có make up gì hết thì kiểu mới coi được cái sắc diện. Còn giờ make up dày quá, phấn đầy quá đâu có biết. Hả? Không có mất ra về hả? Cũng còn hông hào hả? Dông theo là mặt tái tái rồi. Không sao đâu, không sao đâu, không có dông. Có trai thì có à. Thằng trai theo á. Người bác là người đầy đủ kinh nghiệm học vấn trường đời và trường học. Thì bác có gì chia sẻ cho cái này nó lên video là trong tương lai cái hàng mấy chục triệu người coi. Thì bác muốn dạy gì cho hậu thế thì bác cứ nói. Con cũng đang ngồi học mà. Con tạo cái duyên này ngồi đây để mà học, để những gì kinh nghiệm của bác, những người tiền bối đi trước. Con là dạng hậu hậu bối. Ở Việt Nam nó có tiểu bối nữa và tiểu quỷ nữa, cho nên có gì chia sẻ với tiểu quỷ thì mình cứ chia sẻ tiểu quỷ. Tiểu quỷ nhiều hơn tiểu bói à, dưới Việt Nam tiểu quỷ không à, đâu có biết đạo đức gì là bác cứ chia sẻ. Tiểu quỷ tiểu bói thì mình cứ chia hết. Thì bác hồi nhỏ đó. Hồi nhỏ hôm kia là bác đi làm việc ở xã. Sao mà nó lớn tiếng à? Làm sao? Rồi mấy người về làm từ giáo đó cho rất nhiều những cuốn sách về kinh để à. Trong đó có Phật giáo Hòa Hảo, có nhiều sách lắm. Phật giáo có ví dụ chẳng hạn như bây giờ anh nói câu nói Phật giáo thì
là từ bi. Mà từ bi là gì? Hỷ xả, đúng không? Còn tinh lành ha, là công giáo bác ái. Rồi sao nữa? Vì sao? Mà muốn đi tìm được con đường chân lý. Chân lý là gì? Là tình thương. Ăn đi. Dễ dàng quá chứ có gì đâu. Nhưng mà muốn đạt được cái chân lý đó phải trải qua một chuỗi thời gian quá dài. Cái nghiệp của mỗi người đều ơn trên ban cho, mình gắng ra lãnh lấy vui vẻ để trả cái nghiệp đó. Còn chống lại là chết, chống lại là không được, chống lại là làm bẹp luôn, không cất đầu được mà phải chịu đựng. Bác với ông này nhiều quân đồ thì dạy phải bắn như thế nào, không bắn gì, không bắn gì bắn này, này nói nó không gì, ôm cái súng lên nó nhắm ngay mục tiêu, tay gì bắn súng tôi dài. Bác này trao đổi thôi, cái gì gặp thì bắt nói ra thôi đó, thì phải tùy kiểu dai, nhìn cái mục tiêu, nín thở, tay để vô cái cò súng á, từ từ nhắm ngay mục tiêu, nín thở bắn đặt súng ngay đi. Trời bác ơi, vậy mấy đứa tiểu quỷ bệnh nó làm súng nó bắn ra mình nói chuyện đạo đi bác, bác dạy nó cầm nhang đi. Không, cầm súng là ở bển nó vô tư lắm, bác nói gì á làm y chang vậy á, chết à, con luôn á. Nhưng mà Việt Nam á, Việt Nam cùng hòa đó, dạy như vậy á, mà nó bắn lên trời không, nó bắn trúng một triệu, do đó thua. Còn người ta ok, tới đây để còn nói tới đây, tại vì bác nói hồi súng 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 không á, khi nó coi cái video này á, nó mường tượng nó ông nội này lên đài thì nãy mình dạy 12 giới lực dạy súng không được, để nó nói như vậy. Tại sao Ngô Đình Diệm phải bị chết trong chiếc xe tăng? Có ai đặt câu hỏi không? Tại sao đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa không thua mà lại bị đi học tập cải tạo hết? Đó là lý do gì? Tại sao chúng ta lại lưu vong hải ngoại? Đó là vì cơ trời á. Cơ trời giàu cho mình có lỗi lạc, có tài giỏi hay nào, nó cũng không phải là lỗi của ông Nixon. Đó là cơ vận, chứ không có bắn súng, bắn chiếc gì đó. Bây giờ bác đệ nhị ông Hòa, bác đi lính Việt Nam ông Hòa, bác có giỏi cái nào đi nữa đó, bác cũng phải thua. Đó là ý trời, hôm nay cũng vậy. Ý trời muốn 6 triệu chim hiền về nước Việt để mà làm lợi một cái quốc gia cường quốc, và nước Việt sẽ biến chất trong nay mai để mà đi theo Mỹ, gọi là thuận thiên, không ai cản được. Cản là gì không? Cản là tự mình á, như trứng trội vô đá vậy, tự mình chết á, con cháu mình chết á, dòng họ mình chết, mất tài sản. Nếu mà mình đi nghịch thiên, nhiệm vụ của con là thương những người đang xả nghiệp trên đang say mê để mà xả nghiệp cho nước Việt, họ quên đi cái phần tạo nghiệp, ngưng tạo nghiệp đó. Cho nên nó nghe mình lên đây mình khuyên thượng thiên, thượng thiên, thượng thiên. Rồi bác có gì đừng nói chuyện bắn như súng nữa. Không nói gì tóm tắt được. Nên con ngắt lời bác, con nói mấy câu để cho bác đổi đề tài chứ con không ý. Chứ còn con mà nói là nó mênh mông thênh thang. Đừng gặp bác. Chọc, chọc con đó, con thích chọc. Tất cả mọi thứ nó có ngày, có giờ, và có cái trách nhiệm, quỷ cũng có trách nhiệm của quỷ. Mình không có quỷ, mình không thành Phật được. Mình thành Phật, mình phải cảm ơn quỷ.
Hãy cảm ơn những người ác để mà làm cho mình người hiền. Chứ còn người hiền ở trên trời ai cũng người hiền hết rồi, có ai người dữ đâu. Mình xuống đây mình sống lộn xộn vậy á, nó mới vui, mới tu tập. Chẳng qua là giống như mình chịu khổ một chút rồi mình than, mình thở. Chứ thật sự á, mình ở trên trời á, mình ỷ lại, mình sống lâu năm, mình một lời Phật thuyết pháp cũng không thèm nghe, cứ lo đi chơi, đi nhảy, đi múa, đi bay không. Đọc tiếp nha. Thử nghiệm sắm thêm ngày trước mới phân rành lúc được lúc thua, chừng nào tên ngốc làm vua. Câu này hơi khó ra đoán à. Bây giờ mình bắt đầu mình đoán từ câu đây, ai là ngốc làm vua? Bác Ngư nói ai là ngốc? Bây giờ nói Mỹ thì quê tới đinh á. Ok, rồi bác nói là Bảy Đần đó không? Bảy Đần là ngốc làm vua. Tại vì nước Mỹ là chùm thế giới, ổng làm tổng thống. Chừng nào tên ngốc làm vua? Rồi bác nói là ai làm vua? Hả? Ai là ngốc làm vua? Cái này là thơ của một vị thánh, rất là một vị Phật. Chứ không phải thơ của người phàm nghe. Người phàm không viết được bài này. Chừng nào tên ngốc làm vua? Rồi mấy đứa ở dưới ai biết ngốc là ai làm vua vậy? À, con nghĩ sư phụ. Yes. Sư phụ mà ngốc hả? Thì bây giờ mấy cái tên mà vô minh nó kêu là sư phụ là ngốc á. Ở vậy hả? Dạ, nhưng mà sư phụ đâu có ngốc đâu, mà sư phụ làm vua. Để sư phụ uống cà phê vô. Để phụ tỉnh. Thu mà ngốc. Sư phụ không có đi học, lớp 4 thì có. Nhưng mà thì phụ giả thôi, mà nó đâu biết đó là sư phụ là vua. Sư phụ cũng đâu nói sư phụ vua đâu, ở đâu có bài úp mình không có biết. Nhưng mà con biết ở lực Mỹ á, cả Bill Gates ổng đâu có học hết đại học, cả thằng Elon cũng đâu có học, thằng Mark, mấy thằng tỷ phú á, nó cái trí tuệ của nó đã vượt cái trường học rồi. Thiên tài mà. Thiên tài đâu phải ngốc. Câu này hay ngổ ha. Tự nhiên cái bề trên nói là chừng nào thằng ngốc làm vua. Thế gian cạo chọc. Thôi câu này mình để bài up riêng ha. Chừng nào thằng ngốc làm vua, thế gian cạo chọc thầy chùa có râu. Vậy ai là thầy chùa có râu? Thế gian cạo chọc. Nếu mà mình theo cái thói đời này, mấy người dân chơi vậy thích cạo chọc, gái cũng thích cầu chọc, nó có băng cầu chọc á. Rồi thầy chùa có râu, bây giờ cũng có nhiều thầy chùa có râu á. Bác ngài Thích Quảng Độ cũng có râu á. Thì hai câu này thì đó, thế gian thầy cầu chọc, thầy chùa có râu, thời mạc giận biết đâu mà kể, quỷ long hành chẳng kể thần tiên. Đúng là quỷ long hành chẳng kể thần tiên. Đâu sợ thần tiên đâu. Lộng thì cứ lộng thôi à. Ngã cái đạch chết thì cứ chết. Chờ khi đá nổi lông chìm. Đá là gì? Quý vị biết không? Bất Ngư nói đá là gì? Hạch là gì? Chủ nhân hạch. Ổng chết lâu rồi, mất mớ rồi tới ổng là đá, chuyển tới thạch. Nhưng mà có chuyện nó liên hệ. Rồi bây giờ nói tiếp, rồi sao nữa, tưởng hạch rồi sao nữa. Long Long là ai? Chờ khi đá nổi lông chìm. Mao là lông đúng không? À đúng rồi. Rồi liên quan tới Mao Trạch Đông thời nãy. Rồi tưởng như thạch là sao? Ngày đó. À, có nghĩa là khi nào mà Đài Loan mạnh lên phải không? Rồi cái thể chế của Mao Trạch Đông yếu xuống phải không? Tức là lông nó chìm. Chứ người ta cứ nghĩ là cộng lông nó nổi. Đá thì phải chìm đúng không? Đá tự nhiên mới nay nổi. Cái đảo nổi lên đúng không? Cái đảo được. Dũng khí. Thì cái câu này là mình nói Đài Loan với Trung Cộng hả? Phải tạm được đi. Nhưng mà ở miền Tây cũng có cục đá nó nổi thiệt á. Ừ. Chờ khi đá nổi lông chìm, chim hiền vỗ cánh lại tìm về xuôi. À, lúc này mới căng nè nghe. Ai là chim hiền ta? Ờ, giơ tay lên. Chúng ta là chim hiền.
chúng ta là 6 triệu chim hiền đúng không? Ở này có con đàn nhỏ ngồi đây mà 6 triệu gấp thế giới, là chờ khi đá nổi lông chìm, chim hiền bổ cánh lại tìm về suối. Tại sao thời xưa mà mấy vị Bồ Tát lại biết mình ở ngoại mà lại tìm về xuôi, nghĩa là sao? Thời đó mình trước 75 mà đâu có ai biết là 6 triệu người đi khắp thế giới đâu. Thấy ngộ không? Tìm về xuôi, xuôi là quê hương mình đúng không? Là đất tổ đúng không? Là mấy vị đã giết nhẹ rồi, tìm về xuôi. Chờ khi đã nổi lông chìm, chim hiền vỗ cánh lại tìm về xuôi. Chó nhà sẽ vẫy đuôi đón chủ. Ừ. Chó nhà là ai ta? Đón chủ là ai? Ai là chủ? Chủ đi đâu mà phải đón? Chủ ở nhà chơi với chó chứ. Lưu vong. Chủ lưu vong hả? Chứ về được. Ủa không giống như cái câu là chớ nóng nảy sân si hư việc. À. Phải đợi chờ vua Kiệt hồi quy. Ủa mà vua Kiệt là ai mà sao hồi quy? Là sai sai đó là bốn lá bài úp mình không biết nghe, đừng có ngã mạng chỗ này, mất công á làm tự đề cho mấy thằng dư luận viên nó xuyên tạc mình chết. Cái đời để cho chuyện của dư luận viên nó đón. Thì câu này cũng giống giống à, để là à, mấy vị đó viết là chó nhà sẽ vẫy đuôi đón chủ, trà hoa xưa danh cũ giữ nguyên. Cái gì, có nhiều người không hiểu chứ trà hoa là cái gì đó không? Biết trà hoa là gì không? Ở trong trại tù Nam Hà, tỉnh Hà Nam Ninh, nước Bắc, miền Bắc nước Việt Nam á, thời xưa đó, những ông tá, ông tướng ra ngoài đó đó, muốn cúng Phật hay cúng chư vị á, cây bông thì bông rừng. Cúng á, là chỉ nước trà, là thăm nuôi á, là cúng trà. Thì từ đó đó mấy chị vị mới đặt là trà hoa, là những cái người tù binh á của HO á mà bị đài ra Bắc á thời đó đó thì gọi là trà hoa. Là tất cả những người trí thức sĩ quan Đà Lạt từ khóa 1 cho tới khóa mấy mấy gì đó là ra ngoài đó, thì chư Phật đặt cái nhóm mà gọi là đóng đóng kịch đóng màn khổ, rồi được hưởng lợi con cháu ra hải ngoại. Thì trà hoa xưa danh cũ giữ nguyên, có nghĩa là lúc thời đó đó còn trong tù á, là mấy chư Phật đã kêu khi qua Mỹ á, thì gán giữ cái tâm, đừng có quên cái nhiệm vụ của mình, để sau này á, còn tiếp nối để mà tiếp tục nói dòng tay lớn trở về Việt Nam để mà giúp cái thế hệ nhỏ không có được thù hận. Đó là cái câu này nó vậy đó. Trà hoa xưa danh cũ giữ nguyên. Giữ nguyên là giữ lòng chinh nguyên á, trung thành á. Phật bà chứng giám thiện duyên, tức là khi mà mình giữ lòng trung thành á, hứa với là Phật như vậy, Phật sẽ cho mình đi hải ngoại, nhưng mà mình phải giữ lòng trung thành, là Phật bà chứng giám thiện duyên. Hào quang chiếu rạng, chiếu rạng cửa thiền sáng soi, đó là sẽ có những cái hồng ân của bề trên cho những người HO, là hào quang chiếu rạng cửa thiền sáng soi. Trà hoa đạo, trà hoa đạo phùng thời ứng dụng, thiên tâm nhân nhất tụng nam môn. Thời xưa năm 1979, làm sao hôm nay tới ngày hôm nay, làm sao mấy vị từ thời đó tới giờ là nhiêu ta, 47 năm về trước, lúc đó sư phụ là cái gì, 47 năm trước sư phụ lúc đó mới có 7-8 tuổi, làm sao lập cái đạo thiên tâm? Có ai biết đạo thiên tâm thời đó? Mà cái bài này từ thời đó là 79 á, thiên tâm nhân là mình nè, những đứa con họ thiên trên thế giới. Là mấy vị ngày xưa đã nói là thiên tâm nhân nhất tụng nam môn. Thì tất cả những ai mang họ thiên đó phải đọc kinh á, giới 12 nãy giờ mình nói á, bộ nói á, là 40 mấy năm gì trước mà đã biết thiên tâm nhân rồi. Thiên tâm nhân nhất tụng nam môn.
còn đâu chủ thuyết tam vô? Ba Thu nói tiếp, sóng to bủa chèn. Ba Thu nói tiếp có nghĩa là sao? Ba năm. Đó là năm 2017, mà hôm nay mình 22 là 5 năm, mà mấy vị nói 3 năm là tại sao? Năm 2017, các bạn nhớ là thời đó cha với mẹ với nhạc phụ là ông Long Cung, Long Dương, Long Mẫu lên ngồi lì xì Tết ở cuối 12-18, nó mùng 1 Tết năm 2018. Thì lúc đó xong rồi cái trên mới phán xuống là coi như là nhân loại sẽ bước vào bóng tối á, là khổ. Mà lúc đó thì chỉ vô tư là nghe vậy, mình tưởng là bom nguyên tử nó nổ, tung quả địa cầu, quýnh quá sợ lập cái đàn thánh. Trong đó giờ còn cái clip đó, cái sớ ban đêm đó. Thì không có chiến tranh nguyên tử, nhưng ngược lại đổi thành con Covid năm 2019, đúng không? Kéo dài tới hôm nay, cứ mỗi lần mình nghe khổ thì khấn, khấn thì cơ vận trễ lại. Nên cơ vận á, ông Trump không có đi liên tục 8 năm cũng là vì lòng từ bi, thương nước Mỹ, cái nơi mà tạm dung này cu mang sắc phàm, để mà cho nước Mỹ không có bị tách làm đôi á. Chứ nếu không nước Mỹ trả cái nghiệp cũng nặng á. Hôm nay nước Mỹ giữ nguyên vẹn, chỉ có một chút xíu sức càng gãy gọng chút, nhưng mà vẫn còn nguyên si á. Biden lên trải nghiệm chút là cái phước là cũng nhờ ba cây nhang của sư phụ khấn xin mấy vị á. Chứ nếu không giữa dân chủ và cộng hòa, da đen da trắng, tách nước Mỹ này ra làm đôi á. Mấy con thấy 2 năm gì trước á, nó hầm quá trời đúng không? Cha nói á, bị trễ nhưng mà hữu hiệu. Hữu hiệu có nghĩa là nước Mỹ giữ giữ nguyên vẹn, bớt người chết chóc, không có bom nguyên tử, đó là hữu hiệu. À, đập tam hiệp sư phụ khấn xin cho nước Tàu đừng có bị đập tam hiệp. Thì nếu mà không đập tam hiệp không bể thì phải chịu lũ lụt hạn hán, nếu không mấy chục triệu người chết nếu cái đập đó bị bể hồi mấy cái đợt bữa hổm. Thì cho nên cũng là cái đầu gối này á. Ba Thu nói tiếp, sống to bủa chèn, đáo bồ đề dạp tan ai rõ. Nghĩa là trong tương lai mấy vị nói chỉ có nhân ái và tình thương mới đưa cái thế giới này đến đại đồng, và không có hận thù, không có chiến tranh. Những cái chủ thuyết cực đoan, những cái chủ thuyết mà gọi là độc tài cực đoan, hung dữ sẽ không có còn áp dụng trong cái thời đại văn minh này nữa. Một tiếng nói, một cái Facebook, một cái điện thoại là loan truyền khắp thế giới rất là mau lẹ. Cho nên những cái mà ma mị brainwash, tức là nhồi sọ rồi này nọ, sẽ không còn hữu dụng trong tương lai nữa. Nội mới có từ cái vụ mà Phi Nhung chết rồi lũ lụt giả ca sĩ rồi này nọ, mình thấy bây giờ Việt Nam thay đổi biết nhiêu không. Ba Thu nói tiếp, sóng to bủa chèn, đáo bồ đề dập tan ai rõ, pháp nạn mùa chịu khó chịu tay. Tức là ở cái thời này pháp nạn mùa chịu khó chịu tay. Chịu mùa là thất thu, hạn hán lũ lụt là gọi là pháp nạn mùa, chịu khó là bệnh dịch tai ương. Thì câu này mấy vị nói là pháp nạn mùa chịu khó chịu tay là biết bao nhiêu trong 7 năm mà của tận thế này, từ con châu chấu bên Phi Châu nó bay dài dài tới bên Tàu đúng không, rồi tới mấy cái gì á, lỡ mồm lông móng vậy á, heo á, nạn heo, rồi dịch da cầm, rồi đúng không, loài người mình là giờ là 7 triệu người Covid rồi phải không, rồi mà sắp sửa tới nữa, kỳ này chắc thêm chừng bao nhiêu là con số không biết. Trận kế tiếp này sắp sửa xảy ra nè. Pháp nạn mùa chịu khó chịu tai, cơ trời có trả có dây. Nghĩa là tất cả do chúng ta tạo ra hết, Thượng Đế và chư Phật.
không có tạo ra cái nghiệp này, nhân loại tạo ra cái nghiệp, nhân loại phải lãnh hậu quả. Rồi cha mẹ thương chúng ta muốn giữ cái trái đất này nguyên vẹn, để cho chúng ta còn mang thân người để mà tu tập, để mà thành Phật về trời. Thì hôm nay mới có Thiên Tâm ra đời, đó là thiền bát nhã của cái thời tận thế này. Có trời có trả có dây, chứ không cha từ bi cha là Phật không có phạt mình, tự mình phạt mình, tự mình gieo gió thì gặp bão, tự mình sân trước sân sau thì hôm nay bị đốt củi đốt lò. Có trời có trả có dây, thiên cơ đã định, khó thai khó lường. Cơ trời đi hàng nghìn năm không có sai, không có thay đổi. Thượng đế hội đồng chư Phật là người Việt, cho thằng con nói tiếng Việt ra để báo trước. Người Việt có phước hơn mấy trăm dân tộc trên thế giới. Thiên cơ đã định, khó thay khó lường. Thời cơ tới nhiễu nhương khắp nước, ráng tu thân mới được chứng tri. Còn đâu những đứa vô nghì, à, vẫn còn nhiều lắm. Cái số lượng mà hiểu về thiên tâm, hiểu về cơ trời, hiểu về tận thế, hiểu về sáu quyển của Đức Thầy, hiểu về Đức Huỳnh Phú Sổ là ai. Bà có biết Đức Huỳnh Phú Sổ là ai không? Bảo đảm họ nói không. Thấy tội nghiệp không? Nhưng từ lúc có nghe sư phụ lên mạng, hôm nay ngoài Bắc sư phụ có một đống đệ tử đó. Người Bắc không à, mà những người cao cấp nữa đó, à, họ có nhắn tin mà, họ có lên núi nữa. Đông á là nhờ nhờ thằng xem xanh chứ không thôi đâu có biết. Nó có là hồi xưa thì mấy tháng trước có thể là không, mấy năm trước là không, bây giờ là có đó. Mấy tin con này hả, mấy con mà qua bển á, mấy con cứ đi tìm hỏi thử, có thể người ta nói người ta biết đó. Nghĩa là nước Việt cũng là con rồng cháu tiên, cũng là anh em ruột của mình, họ biết. Nhưng mà phải có người nói. Thì hôm nay 3 năm thì họ đã biết nhiều lắm. Chứ hồi trước khi mà phụ lên mạng á, có thể ít người biết, hôm nay biết nhiều rồi. Có đồ có khoảng chừng không tới 50 đệ tử, khoảng 30-40 người Bắc không à, mà họ tu tinh tấn lắm, cũng chụp hình rồi bao nhiêu. Thời cơ tới nhiễu nhương khắp nước, ráng tu thân mới được chứng tri. Còn đâu những đứa vô nghì, còn đâu những kẻ khinh khi Phật trời. Sau 3 năm lộ cơ, lộ thiên cơ, mặt cũng dày, không còn biết tự ái tại gì, quên đi tự ái. Cũng không có biết cái gì gọi là mắc cỡ nữa. Tự ái khác mắc cỡ khác. Nếu mà chỉ biết là làm không được việc cho cha mẹ là phải ở lại đó. Phật Thích Ca ông hâm rồi, bữa đi về á, đạp xuống một cái đó, không xong việc sẽ không về á, trong 513 câu có nói đó. Nên phải gán làm. Thì những người mà hôm nay 3 năm không có biết Phật trời là ai, bây giờ mình tính theo ngày theo trăng, sắp sửa có một cái chuyện rất là lớn xảy ra để thay đổi cái gọi là finalize, kết thúc cái màn này. Thì hy vọng từ đây tới đó họ sẽ biết Phật trời là ai, họ không dám khinh khi nữa. Còn đâu những kẻ khinh khi Phật trời, nay ta dám lời cơ dạy kỹ. Các con dù trời Mỹ trời Âu, thời xưa mà chư Phật chư Bồ Tát đã biết mình đi khắp thế giới, từ Âu Châu qua Mỹ, Canada, Úc, giờ qua luôn tới Phi Châu nữa. Ở Việt Nam có nhiều người qua Phi Châu nữa, Nga rồi nữa không, Ukraine rồi nữa không. Đó là
các con dù trời Mỹ trời Âu, trời Đông pháp Phật nhiệm màu, quy về một cõi hẹn câu tao phùng. Tức là cuối cùng rồi, sáu triệu chinh hiền đi về, đó là hẹn gặp nhau ở Sài Gòn. Quy về một cõi hẹn câu tao phùng. Vua Hiền với tôi chung hợp nhất, tạo cơ đồ chung lực quốc gia. Trà Hoa là đạo của ta, Hoằng Thai chánh pháp Phật Bà tưởng ban. Cùng các đạo thế gian thờ kính, Phật Chúa Trời tột đỉnh hào quang. Ba ngôi có Chúa rõ ràng. Ở đây á, mấy chị vị nói về Chúa, ba ngôi có Chúa rõ ràng, Phật Chúa Trời tột đỉnh hào quang. Có nghĩa là Phật với Lạc, Chúa Giê-xu là một người. Trong cái bài này ý là vậy đó. Hôm nay nhập lại hành ở thiên tâm, Phật Chúa Trời tột đỉnh hào quang. Ba ngôi có Chúa rõ ràng, có nghĩa là Chúa Giê-xu tái lâm. Cái câu này nếu mình hiểu đúng là gì? Tức là Chúa tái thế trở lại. Ba ngôi có Chúa rõ ràng, mười phương hữu Phật vẽ vang tương hòa. Thuyền Bát Nhã Phật Bà ngự trước, Phật Thánh Tiên lần lượt giáng lâm. Có nghĩa là các chư vị sẽ xuống trần độ cho những kẻ thiện tâm. Nhân lành gieo khắp nghìn năm cứu đời, đạo thiên tâm sẽ lưu truyền hàng nghìn năm, mấy nghìn năm sau. Hồi nãy có nói thiên tâm nhân nhất tụng Nam Mô đúng không? Rồi tới câu này là Thuyền Bát Nhã Phật Bà ngự trước, Phật Thánh Tiên lần lượt giáng lâm, độ cho những kẻ thiện tâm. Nhân lành gieo khắp nghìn năm cứu đời, nay ta tạm với cơ chờ đến, thời cơ sao đón lệnh pháp truyền. Trà Hoa giữ lấy tâm nguyện, giúp đời hành đạo hữu duyên hữu phần. Hay không, bài này hay không? Quá hay luôn, vỗ tay. Lời của bà trên dạy, đạo thiên tâm ra đời ngày 16 tháng 3 năm 2017. Thì lúc đó ở trên có cho mình cái công thức để tu. Thì cha nói á, là đạo thiên tâm chủ yếu là ngồi thiền và tu tại gia. Bề trên khi mà nghĩ ra hai cái này, mà nếu mà chúng ta hôm nay họ thiên mà làm đúng á, nó sẽ tránh một đống thứ vấn đề. Có nghĩa là tu tại nhà, có nghĩa là không có chạy theo thầy này ông nọ, không có làm náo động cái tâm bởi những vị này vị kia. Mình tu tại nhà ngồi thiền. Ngày 16 tháng 3 năm 2017, lúc đó cha là thượng đế mặc áo lông bào đỏ, mẹ mặc áo lông bào vàng, tòa sen chư Phật đông lắm, thì kiệt quỳ dưới. Thì cha mới ra cái đạo để cho tất cả tam cõi, cõi trời, cõi người và thủy cung phải gia hộ cái đạo thiên tâm ra đời của cái màn chóp cứu nhân loại. Miền Tây đang lũ lụt thì cái này sư phụ đã nói lâu rồi. Rồi sau đó sắp sửa, hiện giờ mọi người nên chuẩn bị là cũng như cũ thôi, những lời cũ thôi, săn nhớt thuốc men, lương thực. Ngày nào đức thầy chưa xuất hiện thì ngày đó mình cứ nạn lai rai hoài. Khi nào đến Phật Thánh Tiên xuất hiện thì lúc đó nước Việt mới hết nạn, còn bây giờ thì chưa đâu còn. Đức thầy sẽ không có thích hợp với cái chế độ này, ngài nói mà, ngài sẽ không có xuất hiện với chế độ này. Không phải là ngài chết nhát, mà ngày xưa bị giết rồi ngài không dám ra mặt, nhưng mà nói chuyện không có hợp, ngài nét thôi. Nhưng mình không thích nói chuyện hay mình né, mình nấp gì đó. Không phải ngày sợ đâu. Sư phụ cũng
từ bi, wifi đã bắn lên không gian, cái password đã có luôn. Còn các con có muốn để cái điện thoại mà bắt vô cái wifi này để có sống hay không á, thì Hụ đâu có lấy điện thoại cá nhân của ai mà ấy được. Thì để coi mỗi đứa nó có cái phước của nó và có cái duyên của nó. Chứ còn ở cái tuổi đó đó, nó ham đủ thứ, ham ăn ngon, ham mặc đẹp, ham danh, ham lợi, ham sang, ham giàu, ham tiền, ham của, bồ bịch vui chơi. Thì cứ cho nó thỏa mãn đi, đâu cần gì phải nói đạo. Mà nếu nó đạo sớm quá mà nó đi tu sớm quá thì cũng còn nghiệp. Còn ở cái thời đại hiện giờ Việt Nam mà đang hưởng thụ, có gì đâu hưởng thụ, còn làm chuyện có chút xíu thôi, chuyện như con ruồi thôi mà nó cũng bỏ lên mạng mà rùm chà beng. Có nghĩa là cái tâm của những đứa trẻ này nó bị loạn, nó náo động, nó không có biết đường hướng. Nghe đây nổ rầm thì nhào vô chạy, nghe bên đây đánh lộn chạy tới. Các con có phước hơn nhiều những người cha người mẹ của nó mới là đáng trách. Người lớn tuổi, sư phụ lên mạng 3 năm nay nói cũng là hết tâm, hết huyết, hết máu, hết mình, hết mẩy, không còn gì để giấu cơ trời nữa. Thì cha mẹ nó không hiểu sư phụ thì làm sao mình đòi hỏi tụi nó hiểu sư phụ. Nên khi mà gặp nạn thì là cả nhà gặp nạn là vậy. Chỉ để khi nào á nó có chuyện nó ngã bệnh thì lúc đó muộn rồi, không còn cứu được. Khi mà ngày mùng 1 tháng 5 bước qua, tức là giống như mình ví như 30 tháng 4 á mà còn đi vượt biên được á, không còn bị bắt á, thì hôm nay còn 30 ngày nữa. Còn đợi đến khi mà Đức Thầy xuất hiện, một cái chế độ thay đổi, tụi nó có quay đầu đi nữa đó, mình không dám nói là còn kịp hay không kịp, nhưng mà nó cũng đã đi sao rồi. Cái gì mình châu đi trước thì uống nước trong, châu đi sau thì uống nước đục. Còn bây giờ tụi nó muốn nước đục hay nước trong á thì tùy theo sự chọn lựa trong lúc này. Còn chú phụ hay những người trong tiên tri của sấm cơ miền Tây, thật hay giả, 1000000% là thật, chú phụ là thật, Đức Thầy là thật, Phật Di Lạc xuất hiện là thật, tận thế trước mắt là thật, thiên tai 6-5 cái mà đưa cái nhân loại đến ngày hôm nay để cho Phật hạ phàm, đó là kinh tế, chiến tranh, lũ lụt, bệnh tật và tài chánh, kinh khủng hoảng, mọi thứ, năm thứ mà sư phụ thường nói á. Còn những đứa nhỏ hôm nay nó không có hiểu, nó chạy theo những cái đua đòi vật chất, đó là tự vì cha mẹ nhẹ, không có nghe, không có nghiên cứu về tiên tri sấm cơ tâm linh và không biết tu, thì thành ra con nó không biết tu thôi. Bây giờ mấy đứa con ngồi đây hiểu sư phụ, biết tu ít nhiều mấy đứa nhỏ cũng biết đó. Nó có mấy đứa nhỏ đó nè, mẹ nó với tôi ở ngồi đây nè, cái là ăn thua cha mẹ nó thôi. Cho nên khi sanh ra đứa con mình cứ lo về tiền bạc, lo về vật chất cho nó, mà cái phần quan trọng nhất là mình đưa nó đi đúng đường, có tôn ti trật tự lễ nghĩa, thì lại mình lại không làm gương, thì làm sao mình đòi hỏi con mình nó hiểu được trời của Phật là như thế nào. Nó đâu có cảm nhận được. Nó chỉ biết nó có tiền, nó ăn sang mặc đẹp thôi. Nó đâu có phải là nó thấy mẹ nó không biết thì nó cần thiết gì nó phải biết. Xã hội Việt Nam bây giờ là vậy. Huống hồ á, tụi nó hỗn lắm. Nó thấy những người như sư phụ người lên nói á, nó chửi tan nát, ảo, không có thực tế. Khoa lớp đó là thực tế, đi đâu ăn sang mặc đẹp để mà livestream YouTube cho tụi nó coi. Tại vì sống ở xã hội rất là nghèo khổ, nó rất là thèm khát, nó chỉ cần những cái nó thèm khát thôi, chứ nó không có biết được là ngày mai cái hồn nó đi về đâu.
Cái đó mới là cái đáng thương. Còn mình thì mình thương thì mình mới gán ngồi hôm nay để mà sau này 6 triệu chim hiền về để mà cứu tụi nó. Còn ở bệnh thì nó lại ghét 6 triệu chim hiền, là vì nó bị nhồi sọ, là vì chiến lược của Việt Nam làm cho những đứa nhỏ này nó ghét hải ngoại. Nó nói ở bên đây ăn không ngồi rồi đi biểu tình, nó thích náo nhiệt, nó thích đá banh, nó thích kể áo chạy vòng vòng ngoài đường, và nó quên đi cái quan trọng, không biết tương lai của nó là như thế nào. Rồi nó phải ghi tên đi làm ô sinh, ghi tên đi lao động quốc tế, vô mấy cái chỗ người ta ăn chặn ăn tiền rồi đi qua nước ngoài, thì cuộc đời nó đưa đẩy chẳng đâu vào đâu. Cái Hồ không dám nói 100 đứa là hết 100 đứa nha, Hồ nói hầu hết 80-90%, không đứa nào được một cái tình yêu trọn vẹn, cũng chẳng đứa nào được một cái hôn nhân suốt đời luôn á. Đó là do một cái xã hội chạy theo đua đòi vật chất và mất đi cái lễ giáo, mất đi cái đạo đức từ căn bản trong gia đình cho tới học đường. Không cần phải nói gì, kêu mẹ nó nói gì với phụ huy, chứ còn nó nhỏ nó đâu biết gì, nó vô tư. Ba mẹ nó đó, ba mẹ nó còn không tin Phật giáng trần nữa thì làm gì mấy đứa nhỏ bển mà nó tin. Con hỏi con câu thì phụ nó hơi nhiều quá con. Sư phụ ước chi sư phụ giống một khoai lất, nói một cái triệu đứa nít nó chạy vô là sư phụ đổ nó được. Cho nên khoai lất mày qua đây mày dạy tao vài chiêu coi, tao dở hơn mày nhiều quá. Mấy con biết cái channel của ông khoai lất không? Với cường đô la rồi á, phụ dở hơn mấy thằng này. Sư phụ là cõi trời, sư mẫu là cõi dưới là tiên. Ngày xưa cái phong tục sao bây giờ nó truyền thuyết y vậy. Cái này nói hơi cao ngạo ngã mạn nó thì cơ trời sắp đặt gì. Người xưa trở lại, người xưa trở lại, một tiền kiếp sư phụ là lập ra nước Việt. Hôm nay con cháu nó hổn lên nó chửi mình quá trời. Tượng mình thì nó lại, mặt thì nó chửi. Tượng lại dạ. Thấy tượng lại, thấy mặt chửi. Trời ơi, tao độ mày không? Đà Phật. Tiếp thôi, tiếp. Giờ nên khấn gì hả? Khấn mà cho mà thực tế nhất. Còn khấn Đức Thầy trở lại thì phụ đã dạy rồi. Bây giờ á, không cần khấn gì hết, chỉ khuyên tụi nó nên ngồi thiền chiêm nghiệm, đừng có đi ra đường nữa, đừng có lo hy vọng cái này, hy vọng cái kia, càng hy vọng chừng nào càng thất vọng chừng đó. Tại mỗi một ngày á, khi cơ vận đi á, nó cũng giống như đến đường hẹp vậy đó. Bữa nay hết xăng thì biết bao nhiêu tiệm xá sẽ đóng cửa, rồi từ từ nạn đói sẽ xảy ra, tại nó ảnh hưởng chung phải không. Rồi nhà băng bây giờ cũng không cho rút tiền nữa, thì chỉ có ngồi thiền thôi. Cứ khấn cái gì, Nam Mô Khấn Minh Vương xuất hiện, Phật Thầy xuất hiện, thì nên khấn là khấn hai cái vậy thôi à. Còn nếu nó tin Minh Vương, nó tin Đức Thầy để cứu nước Việt thì nó khấn. Còn nếu nó không tin Minh Vương, không tin Đức Thầy thì nó cứ khấn Nam Mô Đô La xuất hiện. Hả? Đô La xuất hiện khấn là dễ nhất. Mà không biết đô la có xuất hiện hay không. Muốn đô la xuất hiện thì cái thể chế phải thay đổi. Đó, nó muốn ba cái, nó muốn khấn cái nào bảo đảm nó khấn đô la xuất hiện. Đô la Mỹ, muốn Mỹ vô Việt Nam thì khấn đi Nam Mô Đô La xuất hiện. Hôm nay mấy con tin Đức Thầy, tin Thiên Tâm, tin cha tin mẹ trước khi cơ vận lộ nguyên hình. Bây giờ lộ 80%, thì con nghĩ mấy đứa con với những đứa thời sau, đứa nào quan trọng hơn, có lòng tin cao hơn và cái phước cao hơn. Hôm nay là phước cao hơn nhiều quá, thì cũng không sao, để từ từ. Mà con cũng đừng có cần phải gấp mấy chuyện này. Sư phụ chỉ cần có một cái danh sách họ thiên có tài, cái này sẽ có tự do bầu cử.
hôm nay con mang hội thiên trước khi cơ vận lật ngửa ra hết, sau này có tự do bầu cử, đứa nào có hội thiên sẽ được trọng dụng lên làm này làm kia, cái nó cũng gia bộ vô hội thiên. Con nghĩ cái người mà chấm thi á có tin những người như vậy không? Nó sẽ khác nhau chỗ đó, cái giả bộ với cái thật tâm thời nay và thời tương lai nó khác nhau nhiều đó. Thì đó là do cái ngã. Nếu mà con có một người có cái ngã, con cũng tin đến mức độ nào con cũng không có giao hết việc cho cái người có cái ngã. Cũng là sau này họ có ngã qua cũng là vì danh vì lợi, chứ không phải vì thật tâm. Chứ phụ có mấy đứa đệ tử tu tập theo đại thừa, phụ dạy hoài cũng không hiểu, cuối cùng phụ cũng buông xuôi do cái ngã. Cái đầu của mỗi chúng ta giống như con sim trong điện thoại, nó chứa đầy, phụ có bỏ bao nhiêu nó cũng không có vô nổi, cũng là cái ngã, cũng là cái duyên cái phước. Hiểu được thiên tâm, hiểu được thượng đế, hiểu được cơ vận thời nay thì là có đại duyên, mà đâu có cần phải hiểu, chỉ cần nhìn thấy và có cái đầu óc minh mẫn nhận xét là đủ rồi. Khi nào sư phụ nói cái gì sai hay là làm cái gì không đúng hay là xin tiền ai hay là có lợi cho sư phụ, nói ra toàn là bất lợi không. Một người chủ triệu phú giàu có, rất là nhiều người kính nể, hôm nay nói chuyện gọi là phong lung ảo, thì con nghĩ cả 500-600 nhân viên biết bao nhiêu bạn Mỹ coi thường sư phụ cỡ nào. Nhưng mà cái nhiệm vụ là nói thì phải nói, để mà có một số người hữu duyên được biết được đến cha đến mẹ, và hôm nay nhờ như vậy mà có gần mấy chục triệu người theo đạo Thiên Tâm. Thì sư phụ những ngày đầu rất là buồn, nhưng mà hôm nay cũng có phần an ủi. Con chỉ về con chỉ nói với họ để mà phá cái chấp của nó. Con nói sư phụ tôi Bồ Tát sống, tự nhiên cái nó sốc lên, bắt đầu nó kiếm hình sư phụ ra, nó chửi, chửi cho đã, xong rồi nó nghiên cứu. Đến khi mà nó biết thiệt á, nó sẽ quỳ nó lại con á, làm thử đi. Chứ thôi chỉ dạy vậy thôi à, chứ giờ đâu biết gì. Chứ con cứ nói thẳng luôn, giờ mình lấy độc chị độc. Cái bộ đất sống làm gì có cha nổi này. Lấy độc chị độc. Ừ đúng không? Đúng rồi. Cách đó thôi à. Tại vì cái trang giấy đã bị nhồi sọ bởi đại thừa, bởi không tin không cha có thượng đế có Phật, bởi không tin Phật Di Lặc ra đời. Cho nên Phật tử thời nay á, chư vị mới nói con đừng có lo, cái mùa lúa này á mình thất thu, nhưng mà mùa tới mình trúng á thì họ sẽ xuống 3-4 vòng nữa. Một vòng là 100 năm, để nhất 3 vòng, mà vòng kế tiếp không biết vô giường sở thú hay không nữa, hay là tức là thân làm người á. Ta nói là mình lớp 4 mình dốt, mình làm sao mình phân bì được là mấy thầy có huấn luyện. Huấn chi ngày xưa Phật Thích Ca có nói Ma Dương á, nó thách đố với Phật. Lúc đó Phật ngồi thiền là nhập định rồi, thành Phật. Nó cho một đống gái đẹp xuống dụ, dụ Phật không được. Cái Ma Dương á mới hiện nguyên hình, mới chỉ Phật, mới nói trong thời mạt pháp 2500 năm sau, tức là thời mình hiện tại, ta cho con của ta cạo tóc giống người, cho con cháu của ta mặc áo vàng giống người, cho con cháu nội của tao đọc kinh của nhà ngươi để phá đạo của nhà ngươi, để mà kéo hết tất cả con của nhà ngươi đi xuống địa ngục. Thì cho nên thường sư phụ mới nói là thầy trò đi xuống cầu là vậy. Nhưng Phật Thích Ca thời xưa cũng có nói ở thời mạt pháp tất cả các con của Phật chỉ theo giới luật, không theo màu sắc,
không theo âm thanh. Cái gì mà con nói đã đi theo màu sắc âm thanh là sai. Và Phật cũng có nói, Phật tử tại gia xuất gia, hỡi ai mà làm những điều có lợi lạc cho quần chúng, quần sanh biết quay đầu, đó là đệ tử của ta. Còn ai mà học pháp của ta, mặc áo của ta mà làm những điều phá hoại đạo của ta, đó là con của ma quỷ. Phật có nói vậy mà. Còn những hành động của vô phụ là y chang Phật Thích Ca nói, có lợi cho quần sanh. Còn những Phật tử thời nay chỉ chấp vào hình tướng với âm thanh, cho nên họ là thầy trò cái xuống cầu, khó mà độ nổi. Coi đi, tại cái ông này ông học chưa tới, ông mà học siêu nữa ông quảng hồn á. Ông kêu đi làm đệ tử thầy Thích Nhật Từ luôn đi. 700 năm trước khi thần Tú ra đời, thần Tú thay đổi kinh điển Đại Thừa. Đó là mà làm cho một cái hệ thống Phật Pháp không có còn đi đúng theo chánh Pháp nữa. Tại sao hôm nay mấy vị Tây Tạng ở bên bển biết thờ thần, biết lại cha, biết lại Thượng Đế là tối cao, mà tại sao bên Đại Thừa riêng Việt Nam lại không biết? Rồi họ sửa đổi kinh điển. Lúc đó có ông Hoàng Đế Thích Đề Hoàng Nhân trong kinh Lăng Nghiêm thì nói là ông vua trời lại đi chầu Phật, nghĩa là họ méo một chút. Cha là cũng là ông vua trời, là một tổng thống lớn chứ không phải là tổng thống Nam Hàn. Có 36 ông trời sư phụ giảng trên đó rồi. Cha là tạo ra con người, tạo ra nhân loại. Phật Thích Ca ngày xưa mới sanh ra cũng đã có nói, tao có cha của ta. Bước một bước này qua làm người làm lợi cho ông bé nữa thấy. Thiên thượng ông trời là cha ta, bước bước mỗi ông sen quá không. Thiên hạ là 7 tỷ người chúng ta, duy ngã là tức là chỉ hòa đồng hết. Độc tôn chỉ có ông trời là lớn nhất. Phật Thích Ca ngày đó, ngày đầu tiên là ngài đã nói rồi. Còn thời nay mấy ông đâu có giảng vậy đâu. Cho nên Phật tử đừng có chắc, mà hôm nay phải ngộ, phải thức. Còn tin thiên tâm, tin theo bụi hay không do cái phước của họ. Chứ bây giờ thì Hồ đã giải thích hết rồi. Nếu có ông thầy nào, một hòa thượng nào giỏi ngồi đây nói chắc với sư phụ, sư phụ bảo đảm ổng á sẽ thua đó. Cái cốt lõi của đạo Phật cuối cùng là trí tuệ. Bao nhiêu Phật tử ở hải ngoại con nghĩ có người nào có trí tuệ không? Thầy Quảng Thanh á thì nói tu giỏi lắm, có chùa khổng lồ Nam Cali. Cuối cùng ông để lại một cái chùa, bắt thằng cháu không biết tu cạo đầu để mà giao chùa lại. Bao nhiêu đồ collection, đồ xịn đồ của ổng biết bao nhiêu nghìn nghìn. Thời nay thầy là vậy không? Con nghĩ có phải là mạt pháp không? Con nghĩ là Phật Di Lặc có cần thiết phải ra đời để chỉnh đốn lại hết không? Cái chùa cho hộ 18 triệu bạc mà ổng còn đang ngủ khò khò á, không có ông nào mà thức đọc kinh hết. Còn á, ăn uống á, mình có nhà bếp khổng lồ không vô ăn, để trước mặt chánh điện ăn. Phật tử thời nay á phải coi kỹ lại, mình đã được một chút xíu từ bi nhưng mà mình thiếu trí và thiếu dũng. Đạo Phật phải có ba thứ: bi, trí, dũng. Phật giáo Việt Nam chỉ dạy có bi thôi. Con có nhiều tiền cúng dường cho thầy để con có phước, con cứ lên cái chương trình này để mà gây quỹ giùm thầy, con có phước, cứ thế mà làm. Còn trí tuệ không ai sanh ra. Sư phụ dạy tất cả hội thiên phải có trí mới là đáng mặt con của Thượng Đế, phải có dũng mới đáng mặt là họ thiên. Mà bên Phật tử không có cái đó, chỉ có bi thôi. Cờ gục, cờ gù, cờ gợt, cờ gù, sai đâu đánh đó. Thì cho nên trong đạo Phật của họ lẫn nhau mấy nghìn năm cũng đấu đá. Bên Nam Tông của khất sĩ
thì tin không có Phật bà Quan Âm. Thấy có động trời không? Quan Âm có thiệt á. Không tin có Phật A Di Đà, họ cũng vẫn đấu đá. Có một lần vô hộ buồn mấy vụ này thì mấy gì trên trời mới giải thích là từ từ rồi sau này khi Đức Phật Di Lặc thật sự chánh thức xuất hiện thì những cái mà sai ngày hôm nay, những cái gọi là tà đó, làm cho người có tà kiến đó, không có lòng tin ở Thượng Đế này nọ, những người đó đó sau này tu còn giỏi hơn mấy đứa con nữa. Nếu không họ cứ đập đầu vô đá rồi chết sao? Người ta đi sai chừng nào người ta quay đầu lại lẹ hay nhìn đó. Hy vọng là thiệt, nhưng mà 10 người chắc quay có 5 mà vẫn nhiều đập đầu vô đá. Con không có cần phải nói nhiều với những cái người mà Phật tử bị chấp như vậy. Họ theo cái thời này cái phong trào nó vậy là khó lắm, rất là khó. Họ không có tin thần, cũng không có tin hồn thiên sông núi nữa. Nhưng mà khi mà vô chùa đó thì họ có nghĩ họ làm biết bao nhiêu công đức, mỗi ngày đi vô chùa lăng sáng này lăng sáng kia, 40 năm dắt 40 bao chở đầy chất trong cái ra, tưởng là 40 bao công đức, ai về đâu 40 bao cái nghiệp. Cái nghiệp là nghiệp tu theo đàn, tu theo phe, tu theo cái ngã. Như là Phật, anh có gì hỏi anh? Thứ nhất là em xin hồi hướng cái công đức mà mỗi ngày, mỗi tuần anh đến đây thuyết pháp. Em đúng. Không có dám dùng chữ thuyết pháp, anh ngồi đây. Đảm bảo, đảm bảo. Đảm bảo, đảm bảo. Rồi bình luận, trao đổi. Em đã coi tất cả các clip của anh. Thì những lời anh nói đây á, đối với em á, là cái sự lặp lại. Đó. Người mà, mỗi người theo em á, thì có vẻ nó hơi lặp lại và hơi nhàm chán. Nhưng thật sự á, con muốn đảnh lễ những chư vị ở đây à, quý vị rất là may mắn luôn. Tại sao? Những lời anh Kiệt mà nói ra đều có điểm hết. Coi YouTube bao nhiêu á, không bằng những giờ phút anh chị ngồi ở đây nè. Anh đã bỏ hết cái công sức và nói hoài như vậy không mệt để quý vị phát ra những cái luồng điển cho quý vị đó. Đặc biệt nhất là khi mà anh ngồi thiền á nha, khi anh ăn xong ngồi thiền á, 5 phút rồi, quý vị ráng tập trung ở đây, ngồi tĩnh tâm với anh, điện anh phát ra rất là mạnh luôn. Lúc đó là quý vị cảm nhận là cái sự hy sinh của anh. Anh nói những cái lời này á, lặp đi lặp lại hoài, tuần nào tôi cũng nghe rồi mà. Nhưng mà tới đây á, tôi nghe nó khác ở trên YouTube. Thật ra quý vị ở đây rất là may mắn luôn. Khác những cái lặp lại là những cái điểm chính. Dạ, mỗi rồi. Một ngày ấy, nó có không khoảng 10.000 người, 10.000 người tìm hiểu, mà mấy cái điểm chính là điểm quan trọng, cho nên cần lặp lại những cái điểm chính để cho những cái 10.000 người mới. Còn những cái người cũ á, thì cũng có ăn canh chua cá kho rồi, thì mấy con mỗi ngày cũng có những món mới mới. Nhưng mà mấy con nên nhớ đâu phải là chỉ có vậy không, mỗi một ngày cái thiên tâm và cái kênh này nó biết bao nhiêu người subscribe vô, và đồng thời nó đang lan rộng ra nhiều. Thì mấy cái chính mình cần phải nói là cái core đó mình phải hiểu, chứ không phải là tôi cốt lặp lại, cố tình lặp lại để cho những người mới người ta biết. Khi người ta nghe rồi người ta bắt đầu mới hiểu, đúng là mới coi ngược lại, hiểu không? Thế còn anh cứ nghĩ giống như là anh thấy những cái bản nhạc giống như Thành Phố Buồn, những cái bản mà mình ấy tới luôn á, anh nghe hoài anh có chán không? Hay đúng không? Những cái bản chích thì mình phải ca dĩ nó ca tới ca lui. Chỉ là nói cái công đức là nói đi mà không mệt á, lặp thì lặp lại còn không mệt mỏi. Tức là lặp lại chứ không phải là lặp một cái cốt truyện lại. Dạ. Nhưng mà mò tới 170 clip, tới những cái khúc em lặp lại á, lặp lại những cái cốt truyện á. Bây giờ ngồi đây không có miếng giấy, không có cái nốt, cũng không có phương hướng, cũng không có đề tài.
mà nói từ 8 giờ sáng tới 8 giờ tối, nói theo gió, gió đẩy hướng nào nói hướng đó. Nếu mình nói làm sao có lợi lộc, mình nói làm sao mình đừng có đụng chạm, mình né, mình nấp, mình nói. Chứ đâu phải dễ nói đâu, anh thử đi. Làm kênh anh thử không? Còn nói tin tức thì dễ rồi, nhìn TV nói theo thôi. Còn nói kiểu này nè, trước khi mà tất cả các thầy mà lên một cái buổi pháp đàn, cách đó cả tầng hai tầng luôn á, mấy ông ngồi, mấy ông chép, mấy ông nghiên cứu lại những cái cuốn kinh để nói danh từ đúng, cái chữ A Nan hay là A Nán gì đó, cái phụ nói chỉ nhớ là cái có ý là đã mừng rồi. Đời Bà Đạt Ba, Đời Bà Lạc Đa vậy á, miếng vậy là hiểu rồi đúng không? Thì mình đã biết, thì sư phụ biết rành hết, nhưng mà mình không có cả biết mình nói cái gì, mà không lẽ mình soạn mình chỉ nói sang nhà, mình nói mênh mông gì nữa nó mới vui, đụng đâu nói đó, ai hỏi gì thì mình theo chiều gió mình bay phải không? Nhưng mà những người thượng vàng hạ cám, người trí thức thì hiểu theo kiểu trí thức, người bình dân cũng hiểu theo bình dân, đâu phải là dễ hiểu. Còn mấy thầy mà giảng pháp chỉ nghe bùi tai rồi im dịu, y như kiểu là Thiên Hoài Tâm của mình đâu, thì ta bữa nay không tới. Thiên Hoài Tâm lên giảng pháp còn hay hơn thầy Pháp Hòa nhiều á, thấy cái giọng ngọt rồi nói tới hôm nay cũng nhờ ơn đức cha mẹ Phật Tổ gia hộ chúng con ngồi đây có buổi nói chuyện giảng pháp, cái giọng đó cho phụ dư sức nói. Mà cái đáp hồi nãy con nói 18, 19 tuổi á, nó theo khoa lắc á, mỗi lần vô mà cái triệu subscribe người view á, con nghĩ mà con nói chuyện kiểu đó nó nghe không vậy? Cái nghề đó là của cái triệu ông thầy rồi, thêm một cái áo vàng nữa chẳng nhầm nhò gì hết, thôi cái màu hồng đi. Thế là Phật. Tôi mới biết anh chị khoảng chừng mấy tháng là tình cờ thấy cái trước của anh Luân á, mà năm 2016 mà anh chị nói về ông Trong á, mà cái nói chuyện của anh chị tôi rất là bình dân. Tôi là một người có rất có nhiều cái loại năm loại mà anh chị nói, nhưng mà không sao sao cứ bị ghiền, cứ phải nghe cái clip này tới clip kia. Ôi, chị thường nhận chị năm loại là loại kiến cận á hả? Dạ. Ôi trời ơi, cũng hay. Bữa hôm qua có ai đạo Công giáo nữa đó, có đệ tử đạo Công giáo nữa, bây giờ bỏ đạo Công giáo theo đạo Thiên Tâm mà cũng ghiền nghe chuyện nói, coi như là cũng xin lỗi nha anh, trong năm thứ cũng có ngoại lệ chứ không phải mình nói chứng ngắt. Tại vì tôi tìm kiếm cái không có supply, thưa là cả đời tìm không biết mình sanh ra để làm gì. Bây giờ nếu mà ai về tìm lại clip như số 2, số 3 chị ngồi trong cái góc trên Thiên Long Sơn á, có ai thời đó mà điên á, tất cả mọi người đi mua lương thực đồ ăn, mà nếu mà không xài á, đem lên Thiên Long Sơn tôi trả tiền lại hết. Có quay phim cứ bỏ lên á, chị nghĩ một người ai mà dám gan nói, thầy nào gan nói vậy đi. Trên thế gian không có ai dám nói câu đó, kiệt dám nói. Chưa nữa còn bị cộng đồng tẩy chay, rồi mở chùa thì bị Phật tử chửi, rồi bị gọi là Công giáo thì không ưa, Phật giáo thì ghét, cộng đồng cộng sản thì là không ưa mình biết rồi, quốc gia cũng không ưa nữa, Phật giáo cũng không ưa, Công giáo cũng không ưa, có nghĩa là hết đường để sống luôn á, tứ bời thọ địch. Nhưng mà kiểu phải tứ bời, tám bề thọ địch á, một mình một mạng một cái điện thoại. Tới ngày hôm nay đây là người chiến sĩ giống như là độc cô gò bại vậy đó, là cái máy điện thoại thôi chứ không có kiếm mà mới súng nè. Gần đây đó là Nga Xô mà thua đó là tôi phục, cả thế giới đều sợ hết, nói thiệt. Tôi coi tin tức hàng ngày, tôi theo dõi mà tôi không bao giờ nói tụi Nga nó thua hết rồi. Mà ông Kiệt ông nói tụi Nga nó thua. Mình nói trước đó. Bây giờ nó đứng lên nó chịu. Bây giờ xăng nó bởi này, tiền có phải tiền giấy không? Có ai dám nói Việt Nam, mình nói riêng nước Việt, tiền thành tiền giấy thiệt.
hiện giờ giá vàng lên gấp đôi, inflation ở Việt Nam, dân khổ, rồi lũ lụt nè. Cho nên mình không có giống như thầy, không bây giờ vô những cái kênh mấy thầy nói, mấy thầy kêu các con ăn hiền ở lành, chỉ nghĩ cái tâm con người á, bây giờ nhìn ra 7 tỷ người đang lao nhau láo nháo. Ai mà có tinh thần mà để nghe mấy thầy nói con làm hiền nha con, ăn lành ở hiền nhé, con ăn chay trường nha con. Bây giờ á, là mình không còn thời giờ nữa, chuẩn bị để đón Phật Di Lạc ra đời. Khi Phật Di Lạc ra đời, tất cả những người ghét kiệt, những người mà hôm lâu nay xỉa xói kiệt, họ mà đứng trước để mà sám hối, vì thế xin cha mẹ cho họ về trời liền. Nhưng mà lúc đó bảo đảm cái ngã của họ vẫn còn. À, cái ngã con người khó đổi lắm. Lúc đó họ sẽ nói, ô, từ 3 năm nay mày đón gì chúng đó do mày hên á. Thì có người nói, thì giờ có nhiều người nói mày hên á kiệt, mày đón gì cũng chúng hết trơn á. Nói gì đào Phật. Đài CNN, đài Fox, đài ABC, đủ thứ đài, bao nhiêu CIA, FBI, Pentagon, mấy tụi nó mà biết được á, là Biden lên mà xả nghiệp á, ông Trump sẽ quay lại, nó đâu có hiếp ổng dữ. Gán nhớ câu chuyện chuyện nói nha, cái đây gần 2 năm sẽ có 2 bà đàn bà bị đàn hạnh đúng không? Chờ xem. Ừ, sắp sửa rồi đó. Bà Nancy với bà Hillary á. À. Thí dụ như mà Biden hay là ở Pentagon mà hiểu á, là biết chuyện nói là Nga xô thua đó, là đâu có cần phải kêu ông Zelensky mà những cái ngày đầu tiên á, ngày 24 tháng 2 mà lúc mà khởi sự chiến tranh á, thế mà lên máy bay lên chở mày đi để cứu mẹ, đúng không? Hôm nay cái thế cờ thay đổi dễ sợ không? Nếu không á, cái nước Ukraine mà thua đó, nó đánh tiếp tục vào Phần Lan, nó đánh vô Âu Châu, nó lấy luôn, nó sẽ thừa thắng xong lên. Cái lòng con người á, Putin á, nó thuộc về con cháu của ma quỷ, nó không có ngưng chỗ đó. Ngưng hay không do cái tâm của con người. Có phải là xếp chút xíu mà không nhờ cái ông hề này mà can đảm, có phải thế giới phải chết trong tay với Biden không? Quý vị nhìn thấy đi, ghê vậy đó. Ai nhìn đó, Phật. Lúc đó biết giờ mình còn ngồi đây không? Lâu lâu á, quý vị nên lấy lại clip của Bosa thời năm đó với những cái người cũ mà lúc đó Kiệt nói còn bập bẹ đó, thì coi kỹ lên đi. Thời đó có ai dám nói Trung Cộng với 5-7? Thời đó có ai hiểu được cái chữ Đài Loan tuyên bố độc lập là gì không? Hôm nay tất cả mọi channel, mọi đài từ đài Mỹ với đài Việt đều nói về Đài Loan tuyên bố độc lập. Thời đó có ai dám nói con Covid sẽ hết bởi 2 viên thuốc? Bây giờ cũng hết nè. Rồi đến lúc mà Việt Nam mà rộ Covid xém một chút thì không thắng cho Việt Nam á hả, là mình chết ít nhất cả 1 triệu người á, mấy vị nói. Cho nên khi Việt nói trên đó là cho nước Việt, và đồng thời song song mình thắng, để cho những lời của mình nói nó sai. Tại tiên tri mà mấy vị nói là sẽ như vậy trả nghiệp. Rồi có một lần kêu á, là tất cả từ miền Tây lo chiếc xuồng để lũ lụt. Hôm nay miền Tây lũ lụt, Cần Thơ lũ lụt. Cái tiên tri á, mấy vị không có nói ngày nói giờ, mấy vị nói sao việc lặp lại. Nhưng mà cái lúc nó thị ra thì nó khác thời điểm. Còn cái clip nó đã đi cả năm thì có nhiều người không có coi lại, nhưng mà chỉ có điều nói hết. Tất cả mọi diễn biến từ nhỏ tới lớn của cái quả địa cầu này, không riêng nước Việt, Việt đều có nói trước hết. Ai mà gọi là sau này, bởi vì Kiệt mới nói, đến khi mọi chuyện mà lật ngửa ra hết, là 5 con bài lật ngửa đó, thế giới lúc đó mới kinh hoàng. Lúc đó kiếm Kiệt không ra.
Còn bây giờ chưa. Cái gì cũng có nói hết rồi. Cứ tối ngày cứ mấy cái đài Việt Nam, mấy cái YouTube Việt Nam lấy cái hình bà Venga, nó móm theo cái lời của mình, thì nó lấy cậu bé Ấn Độ. Trời ơi, Việt Nam nó đủ mù mờ quá, bục nhà không có lên. Kiệt Ngô là người Việt, nói tiếng Việt không có lên. Ấn Độ nó mới lên. Cái bà Venga chết cả mấy trăm năm nó mới lên. Quý vị thấy có tào lao không? Chính tôi ngồi đây tôi mới tới lần đầu. Cái lúc tới đây đã nghe cái mùi thơm ở đây rồi. Ngồi phía dưới cũng nghe mùi thơm. Ngồi ở đây cũng nghe mùi thơm, tới bây giờ cũng vẫn nghe mùi thơm. Không phải mùi hoa khô nha. Cái mùi lạ lắm. Thành ra những điều mà chị nói như cái anh này tôi rất là... Hôm qua tôi lái xe lên đây là khóc trên xe từ một mình khóc. Khóc dài là tới đây luôn, tại vì trong lòng mình thấy như là mình sẽ được cái gì đó. Đối với tôi đó, nghe anh chị nói là anh chị sẽ tới ở đây dài tuần thôi. Tôi sợ mất cơ hội quá, tôi phải lái xe lên đây. Mà không có biết tới chỗ nào nữa thì chỉ nghe lờ mờ là Freeman chùa gì đó. Tới chùa thì mới thấy cái bản thân này. Còn cũng không có biết được người nào ở đây á. Và nếu mình có lòng tin đó, thì mình sẽ được cái sự trợ giúp của ông trên. Còn những người mà chắc theo đạo Phật đó, thì những điều mà anh chị nói rất là hợp lý, không có cái chuyện gì mà không hợp lý. Nếu mà người nào có hợp lý hay là ký về đạo này đạo kia của cả thế giới hay là vũ trụ cũng như những người hành tinh, chính phủ Mỹ đã công nhận là đã có UFO. Thành ra nhiều khi một ngày nào đó biết đâu họ tới đây rồi, phải có những người như anh Kiệt ra đón chứ, còn nếu không mình đâu có biết làm sao. Chuyện gì vào thì cũng là người đầu tiên 5-7 năm trước cũng nói. Yeah. Hôm nay các nguyên thủ quốc gia cũng sắp sửa thừa nhận, cũng là chúng Mỹ đã thừa nhận rồi. Yeah. Ở trong xưa thì có nói, tại vì mình có sự liên hệ, mấy vị nói nhiều lắm, chẳng qua bây giờ mình cũng không biết, mình trần đi chân không, có nghĩa là cơ trời về phần kiện tiết lộ hết rồi đó. Mình ví dụ vậy đó, không biết sao để cho người ta hiểu. Còn mấy cái vấn nạn mà đứa đệ tử này nói về Phật tử đó, thì thua đã rành cái này rồi con. Vừa đã nói rồi, cái não con người nó cũng có giới hạn, họ đã chứa đầy. Phật có 4 loại thuyền, hôm nay ai không nghe thì nghe cho hiểu, ai nghe rồi thì nghe thêm để nhớ thêm. Phật có 4 loại thuyền, Phật tử có 4 loại. Loại thứ nhất là loại thuyền chứa đầy chất nhơ, tức là trong cuộc đời mình lẩm nhặt gì gì đó mình cũng bỏ vô hết. Giống như homeless thì đi đâu gì cũng làm cái tài sản của nó. Loại này Phật nói chuyện không độ không có được. Tại vì Phật có bỏ bao nhiêu nước cam lồ vô cái chiếc thuyền á, nó chứa đầy nước dơ rồi, nó loãng ra là dơ liền. Vô nghe pháp một chút xíu cũng quên, cũng không có được. Loại thuyền thứ hai, loại thuyền là Phật tử từ bi nhưng mà không có cái trí tuệ, vô một cái bước ra khỏi pháp hội rồi quên liền tại chỗ. Loại này nhiều lắm, vô chùa giờ nhiều lắm, thích ăn thích náo nhiệt, dành thầy của tôi rồi không à, thầy tôi đó. Loại đó, loại thứ ba là loại thiền lũng cái lỗ mọt. Vô cái nghe giờ nghe thầy nói chuyện, nhưng mà lỗ mọt bự á thì còn chứa được những cái lời hay ý đẹp trong một tình, nhưng mà thì cũng còn được. Mà cái lỗ mọt bự á thì 3 ngày cũng quên à. Loại này cũng không xài được. Chỉ có loại duy nhất, loại cuối cùng mà Phật thương nhất, đó là những người các con xưa nay không có theo thầy, không có theo chùa, thấy cái thế gian này tận thế, pháp nạn, thầy không ra thầy, Phật tử không ra Phật tử, ca sĩ không ra ca sĩ, cái gì cũng không ra cái gì hết, thì mấy con thấy quá quải. Cái tâm thì thiền,
muốn làm chuyện từ thiện mà không biết làm đâu cho đúng. Tức là không có nghe pháp nhiều, tại biết không biết ông nào thiệt nào giả đúng không. Hôm nay đùng gặp Thiên Tướng Kiệt ở thiên, rồi nói về cha trời, nói về mẹ đất, nói về cái thời tận thế, nói về tương lai, nói về quá khứ, nói về tất cả những gì ngoài sách vở, ngoài kinh điển, ngoại lệ luôn á. Coi như là không có cái gì để mà đối chứng, nhưng mà lời thật, lời từ tâm, lời từ chư Phật truyền xuống, lời từ điển thanh nói ra. Thì cái loại thiền này á, là các con đang ngồi đây, cái loại thiền này á, cha mẹ chư Phật bỏ điển cho sư phụ, nó chuyện ra bao nhiêu giọt cam lồ thì chứa đầy cái đó, những lòng tin mà đi. Thiên tâm là thiền bát nhã, thượng đế là tối cao của vũ trụ, tất cả các Phật, Phật Di Lạc, Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, Phật Quan Thế Âm, Quan Thế Chí, Phật Dược Sư, đủ hết, đều là con của thượng đế. Tất cả các vị nhận lệnh của cha xuống trần mỗi thời đại để lập một cái đạo. Hôm nay ở thời thượng thượng quân này, thời vàng kim này, cha sẽ thống nhất đạo lại, đạo Phật, đạo Thánh, đạo Tiên, tam giáo đồng nguyên. Đó là đạo ông trời, đó là đạo của chúng ta, đạo Thiên Tâm ngày hôm nay. Để mà không còn thánh chiến nữa, chứ nó cứ dành Allah, rồi dành Thượng Đế, dành tùm lum, cái thế gian này cứ náo nhiệt, đánh nhau. Bin Laden hay là Saddam Hussein cũng là đạo. Ở Palestine với Do Thái cũng dành cái Jerusalem, dẹp luôn thủ đô của tâm linh. Sau này Phật Di Lạc sẽ tại núi Cấm, nước Việt sẽ là cường quốc là gì, nhờ có cái đạo của cha. Mấy nghìn Phật Thánh Tiên hạ phàm tại nước Việt, sau này sẽ những nhà trí tuệ lỗi lạc sẽ đưa 100 triệu con dân thoát cảnh nghèo hèn, sống giàu sang và hạnh phúc, nhất là có cái tâm hướng thượng từ thiện để mà về trời. Tất cả những quốc gia khác trên thế giới sẽ có một trận đại hồng thủy, nạn kiểu nào mình không biết, nhưng lúc đó bề trên đã sắp xếp đâu ra đó rồi. Hôm nay tận cùng thế giới mắc nợ như chú trộm, nhưng sau này thành tựu đó là do Phật Thánh Tiên, do cha sắp đặt rồi. Thì tất cả con là những loại thiền rất là quý, nên trân trọng. Ai nó nghiêng nó ngã, các con phải giữ lòng. Lời sư phụ không có giỏi, không có ngon, không có ngọt, nhưng đó là lời thật mới là quan trọng, lời từ tâm mới là quan trọng. Những cái gì Việt Ngô này nói trên mạng là có lợi ích cho cá nhân, có lợi ích cho quần xanh, có lợi ích cho quốc gia, có lợi ích cho thế giới. Thế giới hôm nay không có hiểu, không có thừa nhận. Nhưng thế giới ngày sau, nếu mà ngày xưa Chúa Giêsu mà nói tôi là con của ông trời, đừng có đóng đinh tôi, mà lỡ có cái thằng mà nó tin á, mà nó đem ổng xuống, nó không có đóng ba cái đinh ổng, thì hôm nay không có đạo Công giáo ra đời. Có đồng ý không? Hôm nay Nghi Thiên Tấn Kiệt bị chửi nhiều, bị nói sỉ nhục đủ điều, mặc đủ loại áo giáp để cho người ta bắn, mặc giày để cho người ta chọi chiếc gà, chọi càng nhiều đi. Thiên Long Sơn bị mấy tổng cục hai, bị chi bộ ăn hiếp, bị mấy cái đám khổ tả đóng cửa. Sau này á, nó sẽ mở rộng còn hơn nữa, cho nên sư phụ đâu có ngừng đâu, vẫn mua đất tiếp tục, vẫn mua 100 mẫu kế bên Thiên Long Sơn 4 triệu bạc. Rồi sẽ giao lợi hết cho tất cả con họ thiền để mà xin xin, rồi đi lo chuyện lớn hơn, để mà nhiều dắt những người phương xa đến có một cái nơi linh thiêng thánh địa, để mà hãnh diện với con rồng cháu tiên Lạc Long Quân Âu Cơ ở hải ngoại. Sau đó nước Mỹ lúc đó nó biết cái Thiên Long Sơn là thánh địa, thì lúc đó người Việt Nam ở Việt Nam á cũng
sẽ có uy tín thì mình sẽ không có còn là vô sinh nữa, mình không có còn đi lưu lạc khắp các nước để mà đi xin việc làm, hay là tệ nhất á, nhà thương á cũng cứu bệnh cho những người dân không có tính tiền, vô học đường cũng không có đóng tiền, đứa nào vô lớp 1 thì cho học A Di Đà Phật, lên đến lớp 5 là phải thuộc chú Đại Bi để cho nó rửa cái tâm. Đó là căn bản học đường, chứ không có phải như bác Bùi Hiền vuông vuông tròn tròn vuông vuông tào lao quá ha, quá tào lao gì là Phật thường nói là thì đó, con phải gán giữ vững lòng, đó là ngày tương lai của chúng ta là gì. Dạ câu hỏi là ở trong cái vòng mà sinh trụ hoại diệt thì mình đang ở cái giai đoạn hoại hay là diệt sư phụ? Sinh trụ hoại diệt sư phụ chỉ biết là trong cái nạn thì nó sẽ có mầm mống cái thời vàng kim rồi. Hiện bây giờ nghe nó thua thì trong cái mầm mống sẽ những cái vô thần độc tài, những cái khổ, những cái đó nó sẽ đi, nó sẽ trả lời cho cái thời thanh bình. Thì cho nên nó đi gì nè, thì nó đang hoại diệt thì nó sẽ đang lúc mà trụ lại, thì lúc đó đó thế giới đó, mới bắt đầu mới hiểu ra là à, có một cái đạo mới ra đời, có một vị giáo chủ ra đời, và mốc có một cái đạo này thích hợp với toàn thế giới. Hồi giáo cũng phải học Phật để biết có linh hồn tái sanh. Công giáo hiện giờ họ đâu biết là cái linh hồn tái sanh đâu, họ không có người hiểu là cái linh hồn có thể đầu thai thành con chó, con heo để mà trả thịt lại. Bên kia không có xài tiền, lấy tiền của tôi kiếp này thì kiếp sau tôi đòi thịt lợi thôi à. Tôi ăn gan ăn đầu lòng của du lợi á, gạt tôi thì đại khái. Thì họ hiểu được cái đó thì nhân loại nghĩ là có dám không, có dám chế vũ khí để đi tiêu diệt người ta không. Rồi lúc đó họ mới coi lại cái lịch sử cái thằng Diêu Khang, Nga, Trung Cộng chế vũ khí hạt nhân ha. Hôm nay cái quốc gia mày giờ chia 5-7, Nga thành cường quốc vũ khí, bây giờ thành cường quốc với đồ chơi nít. Mấy chiếc mít bệnh bắn đâu chúng đâu đâu, thua huống hồ gì đồ của Trung Cộng là đồ vàng mã, chưa đánh mà sư phụ biết trước, đánh qua lại sau này chế đồ đồ mũ đồ giấy đồ con nít chơi giỏi, tại nó có mô hình rồi. Sau này nhân loại không có còn chế bom đạn nữa, chỉ lo đoàn kết và xây dựng để mình đi ra ngoài không gian để tìm những cái hay, cái khoáng mỏ đồ ở ngoài kia nó hay hơn. Cho nên mình đang sàng sàng vậy đó, sắp sửa là trụ, cũng đang là hoại luôn, trụ với hoại đi chung. Sau này sư phụ không biết tiền sẽ in cái gì, nhưng mà con người sau này, những cái chuyện sau này để cho Đức Thầy xuất hiện ngày sắp xếp. Tại vì trong kinh thơ, những mà cách điều hành quốc gia và những cái hệ thống làm sao điều hành đó, sư phụ chỉ biết như vậy. Mình nói mình có 500 luật sư toàn nước Mỹ người Việt sẽ viết lại bộ luật. Đầu tiên là mình lấy bộ luật của Mỹ nha. Mỗi một cái xây nhà hay là một cái hệ thống đường xá hay là một cái cách bầu cử từ thành phố, ok ông thành phố được 4.000 được người ta donate, còn cái ông mà thành phố tiểu bang thì được 10.000 gì đó, là chỉ nhận tiền donate đúng cái giới hạn đó. Thì mình cứ lấy y cái bộ luật của Mỹ về mình áp dụng cho Việt Nam thì nó không có hô lộ. Rồi còn tiền tệ, tiền tệ thì sư phụ chưa có biết là sẽ in ai, nhưng mà sư phụ chỉ biết được á là sư phụ phái là phái ai ta, phái 6 triệu chim hiền, chắc mình in chim nó bay về nước Việt. Tại vì đô la không à, 6 triệu chim hiền
một người mà đem về tệ nhất thì bảo đảm cũng trên 50.000 đô la, mà cứ hàng năm 50 vậy mà 6 triệu trên hiền năm nào cũng bay về, thôi in 6 triệu chim trong cái tiền đi, cái bộ bảo đảm là sẽ đắt lên. Mình làm sao, làm sao cho cái giới trẻ từ 18 cho tới 25 tuổi mà nó hiểu nó đang ở vào cái thời đại nào á, mình làm sao mình nói cho nó biết được, mình mới giỏi. Còn giờ con nói kiểu nào nữa nó cũng không có chấp nhận. Mình phải nói để cho nó hiểu, nó có tinh thần yêu nước, để cho nó giữ cái nước Việt. Cho nên nhớ cái nước Việt nó cũng giống như là một cái kho báu. Ở tuổi sư phụ cũng đâu có, đã lớn rồi, già rồi, bác này là coi như là xong á. Mình gặp bên hang biết mai gặp ổng không. Cái tuổi đó là cái tuổi mà mình mới quan trọng. Tại vì cái nước Việt mất hay không là nằm trong tay cái tuổi đó đó, đứa nhỏ nhỏ đó đó. Và đồng thời mấy đứa nhỏ nhỏ mà đẻ ở đây á, mà sư phụ mà không kết hợp được bằng cái núi Thiên Long Sơn á, nó sẽ disconnect với nhau. Nó cũng giống như là 35 triệu người Mễ ở đây và cả 100 triệu người Mễ bên kia, nó đâu có connect nhau. Tại sao nó ở gần cái một cái nước cường quốc Mỹ vậy nè mà nó không được học được cái gì hay của người ta đi? Thì nó không có hiểu được làm sao để học cái hay của người ta. Tại sao Canada với Mỹ, mà Canada có hệ thống giống Mỹ, Mễ đâu có hệ thống, Mễ điều khiển bằng gangster, bằng những cái người hung ác. Tại sao vậy? Đó là tinh thần thần đó. Tại vì cái phong tục của người Mễ nó giỏi lắm, là những cái buổi tiệc giỏi nhất của nó nhảy múa nó chỉ có thế mà thôi à. Còn phong tục của mình là cái gì? Tết Trung Thu, đúng không? Cầm cái lồng đèn, đúng không? Rồi Tết của mình là cái gì? Bác già lớn tuổi, bác đi xây mặc đồ đẹp lên, đúng không? Tuy là nó một cái phong tục nhưng mà nó là truyền thống. Và đồng thời mình có bánh tét, bánh chưng. Ở núi mình á, là có 3 lò bánh tét hồi năm 2018. Thụ nấu hả, cầm mấy nghìn đòn á. Gói tại chỗ, luộc tại chỗ, ăn tại chỗ luôn. Chứ giờ lên núi chơi đâu có gì đâu ăn. À, cho nên cái đó mình hay, hay hơn nói gì. Chứ nếu mà nó mà có bánh tét như mình á, là 35 triệu dân nó ghê gớm lắm á. Mà ở ngay cái quốc gia này nữa. Cũng giống như đất thân sư phụ có nguyện lúc xuống trần thế gian này còn sự bất công, sư phụ không thành Phật. Thì bốn câu đó nó cũng giống vậy. Mà các con nghĩ cái câu bốn câu đó với cái câu mà thế gian này còn bất công, kiệt ngô còn đầu thai xuống hoài không, thì nó kiệt là ngồi lãng giảng với trần hoài, câu thuộc cũng vậy, tương đương cũng như ngài Địa Tạng cũng vậy. Tất cả những gì Bồ Tát xuống trần đều phải có lời nguyện, thì giống như một lời cam kết vậy. Giống như một tổng thống mà trước khi nhậm chức đặt cuốn tay lên cuốn kinh vậy đó, sư phụ cũng có cái đó. Nhưng có nhiều người hỏi thế gian này làm gì mà không còn sự bất công, nó có thiệt á? Hôm nay mình thấy quá trời bất công đúng không? Nhưng mà trong tương lai sẽ không còn. Đó là vì con người sống với nhau bằng nhân ái. Khi mà cái thời Thượng Quân Thánh Đức sống với nhau bằng tình thương, và tất cả cái thiên tâm đạo sẽ từ từ thống nhất toàn thế giới, sẽ là đại đạo của thế giới. Thì lúc đó nó, người Mỹ đen nó cũng biết là nó có nhân quả, thì nó cũng biết sợ rồi đó. Thì nó đâu có còn. Những nguyên thủ quốc gia dĩ nhiên là phải biết là mình làm gì làm. Nếu mình làm sai mình sẽ bị đọa địa ngục. Thì họ biết họ sẽ không có còn chế bom nguyên tử hay điên hiếp những nước nhỏ, nước nghèo nữa. Thì coi như thủ đã làm tròn lời nguyện rồi, đi về đó. Nếu như một nguyên thủ quốc gia, một ông Biden, một ông Trump của cái quốc gia Hoa Kỳ này, một quốc gia hùng cường, giàu mạnh, một đại ca của thế giới mà Thượng Đế đặt ra, mà mấy người này họ mà có cái tâm Bồ Tát
họ cũng đang là Bồ Tát, nhưng Bồ Tát nhỏ nha, có nhiều loại Bồ Tát lắm. Họ biết được có luật nhân quả, họ biết được trên thế giới này không phải dùng vũ khí để mà chiến thắng lẫn nhau, mà dùng tình thương để mà chiến thắng lẫn nhau. Để mà thầy làm gì, có nước Mỹ cũng gây nhiều nghiệp, nó cũng phải chế tạo vũ khí. Thằng kia mới sợ mấy vũ khí. Tại nếu nó là đàn anh cũng giống như con vậy đó, con bỏ cái ngã con xuống, con hạ mình con xuống, con đi làm thân với 12 anh em của con, thì lúc đó anh em nhau đâu có cần phải mà ruồng với nhau hay là tính toán lẫn nhau. Xưa bộ sống trên cái xe đó mình đi lái tới Canada luôn, tại mình lấy đi thay vỏ ở mình trên cái xe lúc đó chưa có sư mẫu xuất hiện, tại lúc đó tính đi tu, nên là lái cái xe này đi khắp nước Mỹ đi mình à. Hồi đó lúc mà chia tài sản, sư phụ có một cái thùng vàng luôn á, mấy cái ao á, đồng hồ đồ chuyện, mà lái cái xe này đi á thì sợ cướp, chỉ bỏ trong băng chừng 1 triệu thôi rồi đi, cho nên vàng á gặp ai cũng cho á, chứ sư phụ không có tiếc. Thời đó cho thầy Tây Tạng, cho thầy Việt Nam đồng hồ cho láng hết. Rồi sau khi hết cái màn đó rồi á, là ở trên mới biết là mình không còn dính trần về nè, vật chất nữa. Cha mẹ bắt đầu mới nói là nhiệm vụ của con nó còn nhiều thứ lắm á, chưa có xong. Thì hôm nay mình mới có màn này, mới ngồi đây, mới có Thiên Long Sơn, Thiên Long Giang, mình có núi Cấm, rồi mình mới biết Phật Di Lạc, rồi mình biết cha biết mẹ là ai. Cái hồi xưa lúc mà ngày đầu tiên Đức Thầy xuất hiện, Ngài nói ta là thầy của con. Thầy là ai? Thầy ở đâu? Ta ở núi Cấm. Đúng không? Biết núi Cấm nghe tên thì biết. Nhiều chuyện vui lắm. Ngày những ngày đầu tiên bỡ ngỡ lắm. Lúc thời đó mình chưa biết mình là con trời phải không? Cõi mạng này vô thường, con mồ côi, mình biết mình là con bụi đời. Mạng này không có giá trị. Tự như phấn hồng vậy đó. Cái chạy xe off-road mà kiểu Mỹ á, hay ông Thiên á, chạy trên sườn núi mà dưới là vực thẳm, chỉ cần chực một cục đá thôi là xong, nát thay liền á. À, cũng chơi, thích mạo hiểm. Rồi hồi thời high school là khoảng 16 và 7 tuổi học trung học, sư phụ còn chiếc xe đậu bên chùa á, xe đó giờ cũng 300.000 á, xe đua á. Rồi cái có một lần á, lật phải chục vòng, thì có thằng bạn kế bên, cái gà cái mặt nó tái mét, nó không biết nó đờ luôn à. Mà chiếc xe thì bốn cái bánh lên trời, xăng thì đổ. Ê mày đi ra, sư phụ rất là bình tĩnh, còn nó thì nó mất hồn mất vía, rồi kéo nó ra nó cũng không biết đường ra nữa, rồi phải nịt beo lết nó ra. Tại sư phụ thì trái xe đó, sư phụ không bị gì hết. À, ngộ lắm. Hồi xưa giờ sư phụ hót chết cỡ mấy chục lần. Có một lần mới qua Mỹ, cái hồ đi ba te bị ban mễ nó dí vô, nó đá miệng mình, ba te mình chơi mình đâu có chạy được, cứ lết không mà mặt mày học máu ra gì đó. Rồi cái gõ cửa cứ gõ mấy nhà không được, mà ban mễ nó dí nó quýnh. Thì lúc đó nó là sắp chết rồi, có cái mạng bình thường lắm hồi những cái thời xưa. Thì sau này Phật mẫu mới kể lại, tại đó sư phụ không có tin tâm linh, sư phụ là người lớn lên Mỹ mà nít Mỹ học ở đây thì dễ gì tin. Mẹ mới nói hồi đó mẹ không lấy cái áo choàng mà giống như Trinh bây giờ, mà nó sao mà tự mẹ mà phủ lên cái xác á, nếu không là nó quýnh chết rồi đó. Mấy chư Phật cứu, nên cái mạng này nhiều lần lắm mà. Rất là nhiều lần. Rồi có những lúc ở miền Nam Cali đi học, lái xe về đây á, chiếc xe có 300 đô, con nghĩ nó chạy tới tới đây không? Đâu tới. Chạy chừng 10 mai thì nó hư rồi. Mà 1 giờ khuya, 2 giờ khuya nhất là qua cái đèo của LA đó. Trời ơi, lên đó nửa đêm là nó ngừng lại. Lỡ như thằng nào, tại vì mình không có đèn pin thì nó ủi một cái cũng chết. Chưa bụi đời lắm.
coi không có biết sống chết là gì, mà có chết cũng không có ai lấy xác nữa. Thằng em nhỏ xíu nó biết gì mà nó còn ở tù nữa, coi như không biết lúc đó cảnh sát kiếm ai mà lụm được cái mạng này á. Đại khái chuyện cá nhân nó nhiều lắm, nó hoài hết. Ngày đầu tiên cái mẫu Lữ Hạnh nói ta là chị của đệ, chúng ta cùng nguồn cội hàng mấy trăm nghìn năm về trước. Mấy trăm nghìn năm, mấy trăm nghìn năm, mà mấy trăm nghìn năm trên trời á, có nghĩa là con với tỷ tỷ là đó là từ cha mẹ sanh ra, cùng cha mẹ sanh ra, tức là Thánh Mẫu Lữ Hạnh đó là người chị lớn thứ hai, là mấy trăm nghìn năm. Một ngày trên trời thì bằng 100 năm dưới đất, mà con mấy trăm nghìn tuổi trên trời thì không biết tuổi dưới đất nhiêu à. 10 triệu tuổi hả? 10 triệu tuổi. Còn gì quá trẻ ha. Thiệt là vậy đó. Nhìn thấy cái tượng mẹ không? Tượng mẹ là mấy tỷ tuổi mà mẹ nhìn với so người đời á, cái gì rất là trẻ, người ở cõi trời người ta không có già. Còn cái tướng tinh của kiểu mà trên trời á, thật sự bây giờ nhìn thấy chắc ký đậu á, thằng nhóc mới có 8-9 tuổi, cũng là con cưng của cha. Chung là nhìn cái trạng người cõi trời nó vậy, không có ai già như người thế gian. Người thế gian là người xấu nhất thành tinh, bảo đảm luôn, hôi luôn nữa, mình mà không tắm 3 ngày thử được biết. Người cõi trời đâu có tắm. Hôm ở trên trời kia có một cái thế giới riêng, cũng giống như vua Càn Long thì có vua con của vua Càn Long, Dương Gia, vua Hằng gì đó, có một thế giới trong đó có một số tiên chúng, thì trong đó có một là cũng ở đó, cũng giống như cha là tổng thống Mỹ, Kiệt ít nhất cũng là thống đốc của Cali đi, nó có 52 tiểu bang, thì Kiệt có một số dân chúng ở đó. Cho nên có một ngày có bữa kia kìa, là bị tụi County á, nó ăn hiếp mình, nó đóng cửa trên ông Sơn, nó chơi nó cúp điện điện luôn trong cái hội trường, mà cái hội trường nhàn dạng chở nó có ai lên chở biết. Tại là ngày xưa trong đó đó, mình bây giờ mình có điện á, mình thấy đèn rồi đẹp, thấy tượng cha tượng mẹ, mỗi ngày lên đó nhìn tượng cha tượng mẹ thì cũng mát lòng đi về nữa. Cái buổi chiều đó đi làm về nghe nó cúp điện, cái mình lên mình coi, mình nhìn vô nó có tối hôi à. Trời, đứng ở ngoài ngay chỗ balcony khóc và hụ hụ có mình. Sau bữa đó mấy vị về nói lúc mà con khóc á, động lòng 36 tầng trời luôn. Một cái cảm xúc của Kiệt á là cảm xúc cả tất cả các vị trên. Một cái giận hay là một cái buồn, một cái vui cũng là 36 tầng trời, rồi mấy chư thiên cũng có cảm xúc. Tất cả các vị hạ phàm lúc đó đứng xung quanh Kiệt khóc theo. Mỗi một lần mình làm trung thu á, thì chư thiên cũng xuống chơi với Kiệt, cũng giúp đỡ mình, cũng cho sư mẫu năng lượng cho sư Kiệt, Kiệt điển thanh, để mình có trí tuệ mình sắp xếp. Một cái buổi tối mà cả mấy nghìn người tới, 700-800 đứa con nít đã dùng này lên, rất là cực kỳ nguy hiểm đúng không? Vậy mà cái không khí rất là vui, đứa nào về á, cảm ơn bác Kiệt, cảm ơn cô Thảo, cảm ơn quá trời. Không có bác Kiệt là không biết trung thu của Mỹ là gì. Nhiều đứa mười mấy tuổi nó đâu có biết trung thu. Cho nên cái núi của mình á, phải nhất định mình phải trở về núi. Mình không còn lưu lạc, mình phải trở về sông Dương Tử ngày xưa của Trăm Bồ Lạc. Mình không có từ Hà Nội mà xuống tới Cà Mau nữa. Thì bây giờ cũng giống như mình đang lưu lạc xuống đây, chỗ chính của mình là vẫn ngồi trên kia. Ví dụ mình ngồi trên kia, nãy giờ mình cũng nói chuyện cũng vậy đúng không? Có một số người đi được lại cha lại mẹ, rồi được lấy nước đồ, nước cam lồ á, là có phải là có lợi hết không? Cho nên mình làm sao cho mấy chi bộ thương mình, cho mấy dư lượng viên, cho mấy cái đám mà thổ tả ở đây, mấy cái đám mà phá rối cộng đồng thương mình, cho mấy bác chủ tịch cộng đồng, mấy mấy người mà truyền thông ở đây thương mình,
họ đấu tranh chánh nghĩa. Cái Thiên Long Sơn là phi vụ lợi, 20 triệu tiền để dành của cả cuộc đời của Ngô Tấn Kiệt này, không có xin ai đồng nào, mà còn để ăn, còn lo đủ mọi thứ, đâu có làm phiền ai đâu. Có 6 số 0 á, không danh không lợi, không danh không gây quỷ. Cái câu số 6 là không làm phiền ai, có ai đọc kỹ không? Mấy con thấy cái thù có làm phiền ai không? Vậy mà người ta cứ đi kiếm chuyện với mình, không hiểu làm sao. Chánh nghĩa chỗ nào? Chủ tịch cộng đồng chỗ nào? Quốc gia chỗ nào? HO chỗ nào? Cái gì là Phật? Mình coi lại đó, chánh có tà, tà có chánh. Những người đệ tử như tụi em đây nè, bằng cách nào có thể cầu nguyện với cha mẹ để được cái sự bình an ở trong Thiên Long Sơn được mở cửa sớm được không? Nếu có lời cầu nguyện của mình thành tựu. Một cây nhang của tôi bằng mấy triệu người, mà tôi xin mở cổng Thiên Long Sơn không được thì anh làm sao anh xin được? Thì em nói có giúp gì được không anh? Những cái không phải, để tôi nói thật sự, đó là nói mặt đời mình than thở, nhưng mà mặt thiệt á, anh biết ngoài kia Phật cao chính thức, ma cao chính dặm gì đó, phải không? Chính lạng gì đó, à đúng nè. Cho nên thiên ma đó, nó biết cái này quan trọng của nước Việt, nó biết là thánh địa. Thiên ma bên kia tiên tà về tà thần đó, họ cũng dữ lắm á, họ cũng thời mạt giận ma quỷ bóp cổ thần tiên á, có câu đó đúng không? Nó không phải là cõi hữu hình của mình, không phải là cái đám mà cộng đồng hay cái đám khao đi. Mình nói mặt đời, nhưng mà mặt vô vi á, nó có nữa đó. Và đồng thời cái đạo Thiên Tâm muốn càng nổi để mà thống nhất thế giới, thống nhất nước Mỹ này vào trong học đường của nước Mỹ trong tương lai. Thì hôm nay mình chịu đóng cửa, mình ngồi đây chút xíu đâu có sao. Mình đang đóng cái màn khổ mà. Cũng giống trở lại câu chuyện, nếu mà Chúa Giêsu không có ba cây đinh thì hôm nay á, làm gì có đạo Công giáo. Thì mình đóng màn kịch, nó đừng có đem kiệt lên mà nó đóng ba cây đinh giống ngày xưa nữa là mình mừng rồi. Cho nên chịu khó ngồi đây đi. Chứ bây giờ sau này á, cả đám mấy người Mỹ này nó quản hồn, nó nghiếp một chuyện, có tốn 3-4 triệu tiền luật sư để mở cửa, nó bất vô lợi, có nào điên vậy không ta? Chắc không có một điên thứ hai á. Mà khi nó hiểu được á, là cái núi Thiên Long Sơn đã từng cứu San Francisco năm 2015 khỏi trận động đất 9.9, đó là thật. Mấy vị nói thì thời đó là hạn hán, Thiên San Francisco sẽ bị trận động đất khủng khiếp. Chị nghe được mấy chị gì kêu kiệt thấn cha cứu được cái thành phố San Phan, nếu không á là tốn mấy chục tỷ luôn á một trận. Nếu không có Thiên Long Sơn ở đây á, là bị Covid cũng giống như New York vậy đó, thì cũng thắng, nó thành cả lát đát. Mấy chị vậy nói từ cái địa điểm Thiên Long Sơn trong 50 cây số trong dòng thánh địa sẽ không có đại nạn, thì y chang luôn. Mỗi một cái nơi mà Kiệt ngồi trong vòng 50 thước, mấy vị nói là 50 thước, dạ, thước của Kiệt ngồi thì có điện thành. Mỗi một cái Thiên Long Sơn trong 50 dặm thì sẽ không có đại nạn. Những gì mà bờ trên đã sắp xếp thì nó mới thống nhất được. Bây giờ cả tiểu bang Cali trong tương lai học Phật hết, bỏ đỏ Thiên Tâm và học đường, thì từ từ nó lan rộng hết nước Mỹ. Quý vị nghĩ những cái nước nghèo, những cái nước Âu Châu nó có theo không? Ừ. Cho nên nhiều lúc buồn mà lại cũng nhìn tương lai thì không có buồn. Thế anh nghĩ cái tương lai của Thiên Long Giang là như thế nào? Có thể tiếp khá hơn là Thiên Long Sơn không? Tại Houston tâm linh theo cha gì hơn nhanh lắm. Không phải, tự bệnh thầy bùa, thầy ngải, thầy pháp, thầy thư ém quá nhiều. Cho nên tôi bây giờ bỏ tà mà.
bển á, mỗi lần tôi ngồi trời ơi mang mấy cái bùa lão ban bùa gì đeo trong người điển tôi biết hết, nhưng mà mình làm sao, tại vì họ cũng là người nạn nhân thôi. Nhưng mà từ từ cái bộ chỉ chịu, khó chịu trong người một chút vì cái điển nó trưởng qua trưởng lại, nhưng mà từ từ sẽ độ được những người đó. Từ từ những người mà xài bùa xài ngải theo thánh, từ từ họ sẽ nhìn thấy, họ sẽ bớt đi. Trong giới luật 12 thiên tâm có nói mà, đụng vô cái đó là xuống địa ngục á. Thần thông là có thiệt, chánh tà là chỗ đó nữa đó. Anh nói nhiều lắm, cho nên bó giờ anh đó độ được đó là nhờ họ bị mấy thầy bùa dụ. Rồi đến khi mà thấy người bất an hay là thấy đời sống gia đình bất ổn, cái nghèo khổ hoài là do mấy cái đó. Nó chỉ, nó cũng xài vong linh thôi. Vong linh chỉ làm cho anh tin là ồ cái mảnh đất này thiệt. Anh nhờ vong linh chừng nào anh càng mặc giận chừng đó. Nó chỉ cho anh trúng có một, giống như stock vậy, lên màu xanh có một, nhưng mà từ từ màu đỏ nhiều. Tốt nhất đi theo thiên tâm chánh đạo, đừng có đụng tới bùa ngải. Trong lịch sử nhân loại chưa có ai mà chơi bùa chơi ngải mà làm giàu đời đời được. Nhưng Long Sơn đó là cảnh thiên đàng, cả cái mùa này nè, nó giống như sáng vậy đó. Mai mốt mở cổng lại, sư phụ sẽ tổ chức đi hai trình. Vừa có sức khỏe, mình đi bộ lên tốt trên đỉnh núi. Nó có cái dấu thiên tâm trên đỉnh núi 2500 feet. Từ cái chỗ điện mẫu lên trên đó đó, mình đi bộ mà bình thường á khoảng 40 phút tiếng. Mình nhìn xuống chỗ điện mẫu á, nó mây đen dày đặc thẳng như y như ngồi trên máy bay, không nhìn thấy cây cối gì hết. Có ai thiên đàng không? Lên trên đó có những cái cục đá lớn, trong đó có những con sò dính trong cục đá trên đỉnh núi. Tại sao? Là vì Thiên Long Sơn ngày xưa cách đây mấy trăm nghìn năm về trước, nó là nằm ở dưới đáy biển, sâu ở vùng dưới. Rồi mỗi một cái thời gian á, nó trồi trồi lên, mỗi một ngày á, nó cao hơn. Sau này trận đại hồng thủy, tức là dòng đai lửa mà có kích động lên, cả San Phan và thành phố Silicon Valley sẽ chìm dưới nước. Cái Thiên Long Sơn nó có cái chân á, nó bưu lên mà mỗi ngày nó sẽ không chìm. San Phan bây giờ ai mà xây căn nhà á, nhà lầu phải đóng cái cọc mấy trăm feet ở dưới, tại nó không có cái chân, đụng cái là mất thôi à. Thiên Long Sơn mình lợi hại lắm á, mấy con không biết. Có một lần sư phụ ngồi thấy như ngồi trong nước, thì từ đó mấy vị mới nói cái này ngày xưa nằm dưới nước. Ngày đầu tiên khai phá Thiên Long Sơn lấy xe ủi, phụ tìm được một đống mấy con sò nó quá thạch thành đá nhiều lắm, còn giữ nhà đó, anh bắt cũng còn giữ đó, hỏi ảnh đi. Có những cái quyền bí trong đó rất là màu nhiệm của núi Thiên Long Sơn. Thiên Long Giang thì chỉ gieo duyên ở nơi đó để độ những dân dùng lân cận, những tiểu bang lân cận. Sau này có về, đa số là thí dụ như hôm nay anh thăm Bắc Cali, thì ngày mai anh chán anh thăm Houston, thì chỗ nào cũng có cha mẹ. Thì mục đích là chỉ để cho mọi người ở nơi gieo duyên cha mẹ khắp mọi nơi, để chấn tất cả các nơi để mà phồn thịnh. Chứ còn thánh địa vẫn là Thiên Long Sơn, nhiệm màu vẫn là Thiên Long Sơn. Cho nên hôm nay cái cửa đang bị đóng, mà cái cơ hội những cái thằng kế bên nó bán đất, tôi vẫn phải mua tiếp tục. Mua mất tiền túi của sư phụ. Nhưng mà nhìn lại hậu thế, có một cái dãy núi rộng lớn hơn, và đồng thời có một giấc chim bao. Ngày xưa sư phụ thấy cái Thiên Long Sơn ở dưới chư thiên đi đầy hết á. Nó cũng giống như mình ở trên máy bay mình nhìn xuống thành phố New York vậy đó, mà sắp sửa mà hạ cánh này đó. Thì cái Thiên Long Sơn khi tỉnh giấc mộng lại thì nó cỏ cây thô sơ, mấy cái building nhỏ nhỏ hiện giờ mình đang thấy. Nhưng mà trong vô vi nó là cực kỳ sang trọng. Ở trên đó có mười mấy vị A-la-hán ẩn trong đó. Sư phụ thường nói chuyện với mấy ngày, hồi không bao lâu mấy ngày có nói
Hồi xưa mấy ngài không có hiện thân, hiện thân như mắt thường mình nhìn thấy đó. Gần đây mấy vị cho hiện thân để cho người thấy luôn. Thì trong đó có con Trinh là mấy đứa nhìn thấy đúng không? Giờ tiên ông Sơn có một cái thuyền bát nhã, tức là có cái hình đó không bằng mấy hình, nó là cái hình mà mới nhất cho chùa mới chụp á. Hôm nay cũng chưa hiểu thì ông Sơn nhiều lên nó thêm. Có cái thuyền bát nhã thật sự mà vô mấy vị nói đó là chuyện là cũng hơi lạ đó, không có lý do gì mới ra cái hình đó, nhưng mà nó có. Thuyền bát nhã đang đậu ở Thiên Long Sơn để mà đón rước những người hữu duyên đây. Tôi chụp mấy đệ tử, tôi chụp hoài à, ngay trước cổng mà anh chụp xuống. Thiền Bát Nhã, Thiền Bát Nhã rõ ràng là thấy Phật bà đúng không? Rồng này thấy không? Mấy chư Phật này thấy không? Nè anh thấy cái cổng Thiên Long Sơn, anh chui ra chỗ này đúng không? Nó phải ngộ. Nè cái Thiền Bát Nhã đâu bà con? Thiên Long Sơn ngay chỗ Điềm Mẫu á là có hai con kỳ lân, con mắt của ổng nằm trong đó. Cái lâu cái mình nói chuyện với ổng, hôm nay cái mấy người trồng bông á không có hiểu cái cục đá đó là hai con kỳ lân ở trọng, còn cái lõm mà kế bên Điện Mẫu á ngày xưa á, nói là dấu chân của thượng đế làm dấu trên quả địa cầu này ba chỗ, núi Cấm một chỗ, Jerusalem mà xương chỗ, Thiên Long Sơn chỗ, thì cái lõm đó đó là chấm đó. Cái sau này cái hụ mới ngồi hỏi kỹ lại là cha ra lệnh cho ngài xích trước đại tiên, là trong bát tiên đó là cái ông trung hấn ly ông mà cầm cái gậy đó, cái chân ông mạnh lắm, thì ông là người dậm lên đó. Cái nhiều lần nói chuyện với ngài, cái sư phụ kêu ông là sư phụ luôn, kêu ông bát tiên đó, trung hấn ly á. Cái sư phụ nó ok rồi, để con làm một cái dấu chân để mà kỷ niệm, mấy con lên trển nhớ cúng ngày Trung Hấn Ly nha. Ổng ở đó là cái dấu chân đó là của ổng á, chỗ mà thu ngồi thiền á, trên đỉnh núi đó có anh chỗ thu ngồi thiền 49 ngày mà mặc đồ trắng áo trắng để mà thông thiền á. Rồi ngày đầu tiên mua núi, cái mấy vị kêu á là phải ngồi trên đó ngồi thiền 49 ngày, mặc đồ trắng, giày trắng, cái gì cũng trắng hết. Rồi mà ngồi mình mà cũng ngồi thì với mấy chi vị gia hộ thụ ngồi thiền đó đúng 49 ngày để nhận điển thiên. Tại vì cái energy á, của cái núi á, nó quan trọng là ngay cái địa điểm chấm. Mà bữa hổm đồ dắt mấy đứa nào lên ta, bữa có con đi phải không? Ngay chỗ đi lên đó đó, chỗ đó đó. Ngày xưa cái núi đó là cái nơi, nếu nói về thời mọi da đỏ, là nơi tử hữu của mọi da đỏ. Nó chết trên núi đó khoảng mấy chục ngàn người á. Tới ngày mà mình mua cái núi đó, cái mình tiễn mấy ảnh đi, cái ngày mà thấy mấy ảnh bay đi đó, tại mấy ảnh không có chịu tu, mọi da đỏ mà đâu biết tu đâu, ôm đi nha sao chổi vậy, mấy gì đuổi đi hết. Rồi có một số người cũng còn kẹt ở lại, thì năn nỉ sư phụ ở lại núi, sư phụ cũng không cho luôn, một trong linh cũng không cho ở luôn. Cho nên trong phạm vi cái núi Lòng Sơn Thần ổng coi hết, người những cái vong linh nào mà hiểu về Thiên Long Sơn vừa chết thì bay lại, bay tới chỉ giỏi lắm là ở ngay chỗ cái cổng chiếc tàu thôi, chỗ cái ông này chui chui vô nè, chứ không có được vô là mệt lắm à. Tại có mấy lần sư phụ cúng ở chỗ cái miếu của Thánh Tử Đạo đó, thì mấy ông Thánh Tử Đạo từ Việt Nam bay qua nhưng mà chưa có được lệnh của ông Sơn Thần, thì mấy vị Thánh Tử Đạo cũng phải đứng ở ngoài phạm vi của ranh giới, tại bên kia con người ta có lực lệ lắm, cái gì ra cái đó. Thì sau đó sư phụ mới giống như là cho một cái passport, mấy ông cứ vô thoải mái, là ông Sơn Thần không có cản lại nữa. Giống như Houston vậy đó, là cái ông Sơn Thần mà coi cái Thiên Long Giang đó là coi nguyên toàn Houston luôn.
Nhưng qua mới nói chuyện với ổng, ổng mừng. Ổng nói mấy trăm năm, mấy nghìn năm không ai nhắc tới ổng, không ai chiếu cố ổng. Hôm nay thái tử cúng rồi vui quá, kéo nguyên băng vô. Nhớ kéo như hoài hoài qua nha. Ổng hoài lắm. Tại vì ở Houston không có hiểu, thay vì khấn ông này bà nọ bùa kia rồi lão ban nọ làm chi, mình cứ theo chánh đạo mình khấn Phật, khấn mấy ông chân thần. Tại mấy ổng á là có lệnh của thượng đế để mà cai quản thành phố Houston, Texas. Thì cái gọi là sơn thần ở đó đâu có núi đâu. Tôi gọi là thổ thần. Nhưng mà cái tướng của ổng gì nè, ổng cao lắm nha. Cái tướng người ổng cao, cao ông Kiệt. Ổng có móm, không có mặt. Mặt ổng có ba cái quẹt như nè. Ổng đòi cái đó. Ổng đòi cái lầm vậy đó. Rất là linh, mừng lắm. Hôm qua ông kia qua bển cúng. Ê, mình cầm cây nhang mà nói cái này là bàn cúng bên đây. Thì nó ok, lính của ông với ngựa của ông ở bên này nghe. Hay một đám mà người đi theo Kiệt á là ngồi bên này. Tại trong này á cũng có người yếu ông vía. Lỡ như cái đám lính nào nó thích bà nào vô về thì sao? Không, mình phải ngăn ra. Ok, không có được vô về nha. Vô về là nhập á, nhảy cà tưng á. Cho nên lần trước á, anh bắt anh vẽ cái vòng. Anh nói mấy ông ở trong này đó. Tại vì giữa người với ma với nhau á nó khác. Ma nó về người á. Cho nên có nhiều người nó mượn xác để mà nó về chồng hoặc là ngược lại với vợ. Có nhiều người nó hẳn nó nhập vô luôn á. Năm lập chùa 2008 chùa đó thì con lúc đó độc thân thì ở trên chiếc ô vi nãy chạy ngang á, mà chiếc ô vi lúc đầu trong building lúc đó nó cấm trơn nè, mở cái cửa đó ra chạy vô dư xích cái xe đậu vô thì tối thì đóng lại để cho mình an toàn, thì đêm nào cũng ngủ với ma. Nhưng mà tụi nó ở ngoài, con ở trong chiếc ô vi. Nhưng mà có một bữa chắc cái con ma này do bạn bè của ma cũ ở trong building á, tại đó là chùa mà, nó kéo tới đông làm sao á, rồi nó muốn thử lửa chủ chùa này như thế nào. Mình vừa ngủ thì mình nghe tiếng đi gầm rầm là bình thường phải không. Mà lần này ma mới này á, gọi là ma mới mà loại mình giữ á. Tại lúc đó nó có mấy cái rác để đồ của hãng mà hãng công ty dọn sạch, nhưng mà vẫn còn cái rác. Nó lên nó là hai thằng nó khiêng giục nó rằm một cái là mình đã quạo rồi. Quạo chứ không phải là sợ nghe. Nó làm từ cao cái rác từ trên như cao vậy nè, là 10 feet vậy mà giục xuống là nghe cái tiếng lớn lắm đúng không. Là ngủ cũng hơi giật mình á. Lúc đó thường ngủ mặc cục không à, cái áo thun trắng. Một tiếng thì mình cũng nhịn nó đi, mình biết nó quậy mình rồi. Tự ái à, tao là chủ chùa, tao cho mày vô đây để tránh mưa, tránh nắng, tránh sấm sét. Mà mày còn kiếm chuyện với tao mà không cho tao ngủ. Tại vì trong chiếc xe là có chư thiên gia hộ với chư hộ cũng biết cách để mà làm cho má đừng tới gần mình rồi. Nhưng mà ngoài đó, ngoài cái building trong đó nó trống dữ lắm. Rồi cái hỏi là cái dục thêm cái thứ hai cái rầm. Ma nó cũng khiên được đó nghe. Bởi vì đừng nói tưởng là ma nó không có xô người hay là nó làm hại mình chết. Hai lần quạo rồi, bắt đầu bỏ mền xuống, bắt đầu vừa đi mở cửa xe ra tới chỗ nó dục trước mặt mình cái nữa, quạo quên quá, tụi mày có ngon xuống đây, la nó một tiếng, tao cho mày ở đây là mày đi ra hết, đuổi. Lúc đó rượu á là quạo lên, nó phải gây lộn mày không, đuổi mày luôn, không cho mày ở trọ nhà tao nữa. Từ nó đó thì tao đi im re, không có phần. Nó có nói gì không hả? Nó chữ thề với nói gì? Ý mày làm chủ mày ngon hả? Ông thật sự hai ngày hộ pháp á, khi mà con săn lên á, giận lên á, là mấy ngày hộ pháp phải ra tay liền. Đó là một chuyện, tức là chửi lộn với ma đúng không? À, thêm chuyện cách đó chừng thêm năm sau. Cái mình mở chùa, mình là thanh niên đẹp trai, thanh niên già, cũng có con rồi nhưng mà cũng còn đẹp trai thời đó.
vào nữa. Bây giờ không phải. Cái một đống mấy Phật tử vô trẻ, trong đó có con nhỏ Phật tử rất là cực kỳ đẹp. Đúng không? Tu ai cũng tu hết trơn, ai cũng não sầu chuyện tình cảm, thì vô đó ngồi đọc kinh thì biết hai đứa thằng sư phụ với thằng ngồi thiền cũng chung, tu cũng chung, đi mua tượng Phật cũng chung, đi ăn chay cũng chung. Ăn chay sang lắm nghe, lựa nhà hàng năm sao ăn chay, để cái dĩa gì nè, nó dĩa mấy cộng chocolate với hai cộng rau với ba bốn miếng đậu hũ, nó chạc mình cái là 50 đồng thôi. Trời ơi, này trong chùa 50 nấu nguyên nồi luôn. Nói như là Phật đi tu mà còn lựa chối sang. Không nói có anh thì cái hụ đang ở trong ngõ vi, cái nghe cái tiếng cửa rôn rồi giọng râm râm râm, tưởng đâu ai phải không, cái ngồi mở cửa cho em vô. Nói trời, 2 giờ kia mà gan vậy ta, dám vô chùa mà cửa phía sau, tại mấy thầy thì ở phía trước đâu nghe được, cũng y như vậy đó. Ok, giọng hoài, cuối cùng mở cửa, tôi vô muốn gì, muốn ở đây ngồi thiền, tôi vô ngồi. Cái là từ kéo rồi, tôi muốn ngủ ở đây luôn. Ok, ngủ. Cái hụ đó tu mà, mình đã không có ái rồi. Cái hụ nằm để tay gì, nó tấm tắc thôi, nó nhiều quá, nó hơi giống như romantic đúng không? Để tay như vậy. Cái ngủ 15-20 phút, cái tự nhiên cái chỉ cứ cầm lên, sao anh cứ đẩy tôi ra hoài. Đâu có đẩy vô đâu, anh mới đẩy tôi. Nãy giờ cái hai cái tay tôi để trên ngực vậy, làm gì tôi đẩy. Cái nó ngồi vậy, nó thấy cái tay ngay cái giữa đẩy nó quán hồn. Cả dù ngồi gì cũng thấy cái tay ở giữa đẩy ra nữa, quán hồn, chị ra xe chị chạy về luôn. Cái đó là ai mình không biết. Tới ngày hôm nay mình mới hiểu được là mấy gì hộ pháp của sư phụ. Không có muốn sư phụ bị phạm giới tạo nghiệp, cho nên không thì xong luôn rồi đó. Mày đó, từ đó làm bạn tới giờ á, nhờ cái đó chứ lửa gần gom sao không cháy. qua vụ đó rồi, nó còn thêm những cái vụ mà mình đang nói về chuyện ma bên đó. Mà cái này chứ bộ nghĩ không phải là ma. Trong con người của mình á, bảo đảm ai cũng sẽ gặp được. Cõi người là mình gặp mỗi ngày, ma mình cũng gặp. Hôm nay mình biết tu là gặp được chư thiên đúng không? Bảo đảm mấy con mỗi ngày đều gặp chư thiên, khi đọc kinh hay là vô điện mẫu ở đây hay điện mẫu trên núi là mình gặp. Mình gặp không có nghĩa là mình thấy, nhưng mà mấy vị thấy mình có gặp, mình có cảm nhận là thiệt. Gặp Phật, gặp mẹ có thiệt. Là có luôn đúng không? Rồi gặp mấy vị hộ pháp của vô là mấy ông rồng có phải không? Vậy tất cả kinh nghiệm của chúng ta ngồi đây, gặp ma, gặp người, gặp Phật, gặp thánh, gặp tiên, chúng ta sợ nhất là gặp ai? Đố. Quỷ ma. Sợ nhất là gặp ai? Quỷ. Sợ nhất là gặp người xấu. Người xấu là quỷ. Quỷ nó chỉ hù mình, giỏi lắm là mình hiếp dí một chút, nhưng mà đâu có hại mình nhiều. Mà quỷ mà nó có thân người gọi là quỷ dương á, quỷ sống á, cái đó mình sợ cái thứ đó nhất. Đúng không? Đúng. Mà mỗi ngày mình đều có gặp á. Ra phi trường thì gặp, ra ngoài cổng gào này cũng gặp, đi bộ chút gặp, đi ăn cũng gặp. Quỷ đó là mệt lắm. Ma nó phá mình không chết, nhưng mà nữ sắc á, mà nó đụng vô đó là Bồ Tát cũng phải xuống địa ngục. Có đó, ngày qua sư phụ kể cái chuyện đó. Cái nào nguy hiểm hơn? Có con quạ đó, nó đụng vô quạ hơn. Cạo gió, cạo làm sao? Cạo luôn tình thầy trò, chủ chi chùa gì cũng tan quan luôn. Đi luôn á. Đi luôn á, mất mạng luôn á. Có người hỏi. Hỏi sao? Hỏi là lại sám hối ngồi được không? Được, nhưng mà với người tuổi già. Còn trẻ thì làm ơn lại kiểu này. Còn sức á, thân khẩu là cái miệng, để ngón tay miệng ý lại xuống, cái đầu đặt xuống đất,
đó là lại nó hỏi. Còn cỡ như bác này hay là bác thì cứ ngồi vậy nè, ngồi kiểu vậy cũng được, miễn cái đầu ngã xuống là để cho cái ngã mình ngã theo, cái ngã trên cái đầu nó phải ngã xuống. Còn trẻ thì lại kiểu kia đi, phụ lại kiểu đó không à. Mỗi lần lại xong đó mồ hôi mồ hám, mỗi lần mà lại cha đó, lại mẹ mà sinh gì á là sinh sỏ đó, lại kiểu đó, đập đầu xuống thân khẩu ý. Quý vị nên là người nào mà vô có Facebook á, lên Ngô Tuấn Kiệt official phải không, của Facebook thì bỏ trên đó nhiều cái gì cần trên đó, ngồi thiền hay là bắt nhã đâu cũng vậy, cũng có trên Facebook, cũng có trong Zalo cũng có luôn, vừa có Zalo á, Facebook Zalo có luôn. Lúc mà cái xác của hòa thượng còn đang vừa ở nghĩa địa chưa chôn á, thì cái hồn tới ngồi nói chuyện với Kiệt. Cái ngày đầu tiên á thì có hai ông thiên tướng cao lắm nha, cao bằng cỡ 10 feet gì đó, mặc áo xanh kè hòa thượng, thì có người kè. Thì lúc đó Kiệt mới hỏi hòa thượng nói siêu á, hỏi Phật A Di Đà tính xử thù sao, vị Hồ Đan sẽ đi về đâu, ở cõi nào. Đây ổng là Bồ Tát mà ổng là đệ tử của Phật A Di Đà, xuống trần để mà làm việc chung với cái này, với cái này. Thì thầy trò chia tay, âm dương cách biệt, nhưng mà vẫn còn nói chuyện nhau bình thường. Thì lúc đó hòa thượng cũng không biết là sẽ đi về đâu, nó đang ngồi chờ, nó đang chờ lệnh đó. Đến ngày hôm nay hòa thượng nói siêu về cõi nào thì chưa có biết, mà tự vì có hai ông tướng ông kè lệnh chờ á, là chờ cha là người quyết định, Phật A Di Đà. Ngày xưa thì có cái lời hứa, sư phụ mà sau tuổi già mà sám hối quay lại, con xin cha, xin Phật A Di Đà để mà xá tội cho sư phụ. Nhưng mà sư phụ chưa sám hối nghe, đang sống chung với cái bà đó ở dưới chùa này gần đây là cách đây 15-20 phút thì đã bị bắt đi rồi. Thì cho nên lời hứa của Kiệt vẫn chưa có thực hành, tại vì ông chưa sám hối. Hù du thế giới này mình làm đúng hay sai, mình làm sai á thì mấy chư vị bắt đi, mình làm đúng thì về trời được chư Phật hưởng cho cái bông sen, ở xuống đây lưu đài mấy nghìn năm mang sắc phàm, thụ trên trời được 20+ cái bông sen, mà giống như lên như bông sen mà người ta nói là thành Phật á, chẳng sanh á, thật sự cái đó chỉ là một cái huy chương thôi, một cái một đời người làm được việc chứ đó. Còn người thế gian không có hiểu đó, cứ tưởng đâu là còi sen xuống rước khi mà hồn lìa khỏi xác là ngon, không phải, còn lặn hụp lên xuống hoài á. Theo việc biết, tất cả các vị Phật về trời, các ngài đều tái sanh trở lại xuống thế gian với một cái hình thức khác, một người khác, kiểu khác, để mà dìu dắt nhân loại. Có thể tất cả các ngài tái sanh vào cõi thủy cung làm cá này cá kia để dẫn những đàn cá đi ăn, có thể vào các cõi thú để dẫn những đàn thú đi kiếm mồi nữa, chứ không phải là Phật thành Phật cái ngồi không đâu. Tại Phật chiết thân được mà. Kiệt chỉ biết năm 2015 hay Kiệt thấy cái thế giới này quá quải, cực quá, đời sống cũng khổ, Kiệt mới ngồi than. Than cái lúc đó cha thượng đế, cha nó quá ra. Thời xưa cái quả địa cầu này á, lửa không à, không có cây xanh như vậy, cũng không có nước nữa, rất là khó khăn để mà có sự sống. Thì cha mới nói thời đó, thời tạo thiên lập địa thời đó, đích thân cha cũng phải xuống mang sắc phàm để mà thành lập cái quả địa cầu này, mẹ cũng vậy. Song song cha phải chiến đấu với mấy cái thiên ma ác thú, rồi nước mắt của mẹ đó mới quá ra, mới khóc, mới quá ra những cái dòng sông, những cái nước biển ngày hôm nay. Thì trong kinh Địa Mẫu có nói
rồi cha mới hóa ra những cái cây có trái cho mình ăn, rồi mới chỉnh cho cái trái đất đúng với cái tọa độ của mặt trời, mình mới có bốn mùa. Vì cái da của mình mà chỉnh cái là nóng hoặc là lạnh mình cũng không có sống được. Tại sao cha phải thành lập trái đất này? Để cho chúng ta có một nơi để tu tập, cũng giống như giờ ai mà đi là ra quân trường đó, là có cái quân trường mà lính Mỹ nó thì vô đó tập, thì cha rất là cực khổ. Tại sao cha phải cho người thấy cái đó? Đó là gì? Kiệt than: cha ơi, con xuống trần con khổ, không ai hiểu con, không ai nghe con hết. Thì cha nói ngày xưa cha khổ hơn kiệt gấp vạn lần đó. Thì lúc đó là việc thấy như vậy. Rồi cái người mới hỏi: vậy sao bên Phật giáo giống như đệ tử này nói là Phật là lớn nhất? Cái người mới hỏi bề trên, các vị cao luôn á, nói gì Phật? Cha là người Phật đầu tiên, đó là độc giác Phật, một vị cổ Phật xa xưa. Thì ai là thành Phật trước? Phật A Di Đà, Phật Thích Ca, Phật Dược Sư, tất cả các Phật đều kêu cha là cha, đều kêu cha là Thượng Đế, Đấng Tối Cao, đều kêu cha là Đấng Sáng Tạo, và cũng đều kêu cha là Huynh, theo cái hàng ngũ dài vậy. Nhưng cha có nhiệm vụ lo cho tất cả các con của Ngài xuống trần để mà mình tu tập, để mình đi về. Cũng giống như mình thả con mình vô từ lúc mẫu giáo, lúc ra trường, thì cha ở trên cũng cho mình xuống đây đầu thai lên, khổ xuống, kiếp này kiếp nọ, rồi mình phải ra trường đi về. Chứ mình không có thể nào mà cứ lưu lạc dưới này hoài. Còn mình mà tính theo những thầy thời nay đó, cũng giống như mình bị dụ á, cứ đi lòng vòng trong lục đạo, cứ tạo ra một cái củ cà rốt mà cột lên lưng con thỏ, chạy hoài chạy không tới. Làm gì có chuyện A Di Đà Phật mà về cõi trời làm thành Phật được? Không thể. Mình phải bố thí, phải có bát chánh đạo, phải thí tài, phải trở lại với cái tánh không của mình, phải ngồi thiền, phải bỏ hết tham sân si. Còn mấy bác mà thời nay mà cứ nghe lời mấy thầy A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhưng mà trong lòng vẫn còn tham, vẫn còn sân đầy, nghĩ bao nhiêu đó thôi, thực tế thôi, có thành Phật không? Cho nên những bao nhiêu những người mà Phật tử thời nay á, mà cứ nếu mà không hiểu về thiên tâm, không hiểu về Thượng Đế, không hiểu về Phật Di Lặc, thì cứ để đó. Tin không tin tại ngã, tin không tin là bất linh tại ngã. Nhưng mình đã có từ bi, mình mở vô cửa Phật, mình biết đọc kinh, đọc chú, mình biết chùa, biết thầy, mình biết thêm cha thời nay, cọp thêm cánh, đâu có mất gì. Còn mình không tin cha, không tin thì thôi, mà mình tính theo cái mình đang đi theo á, mà đến lúc chuyện này là thiệt á, có phải họ mất tất cả không? Đánh bài đánh ngu kiểu đó, đánh bài người ta đã lật bên đây rồi, đặt thêm tụ nữa là trúng hết. Còn bây giờ cứ đặt mà mình ở đây mình biết là thua mà vẫn cứ thua. Đó là hiện giờ Phật tử thời nay là gì? Con chiên thời nay là gì? Thua chắc. Tin Thượng Đế thêm, mang thêm dấu thiên tâm chữ dạng vô. Nhưng chuyện này nó là Bồ Tát tiệt. Bao nhiêu nay chửi nó, bao nhiêu nay chửi cha nó, bao nhiêu nay không tin vào Di Lặc, phải là mất trắng không vậy? Hay gì là Phật mất ý hết lời đó nghe. Bây giờ mình tin thêm, ô đâu sao đâu, kệ nó, nó nói gì nói, nhưng mà tôi cứ tin đi. Lỡ như mà tịnh độ mà tôi không có giảng sanh á, bên đây á, bữa giờ tôi không có chửi nó thì tôi còn được cầm dây tôi níu à. Hay gì là Phật. Mỗi người mỗi tật, tật này cũng hơi khó sửa đó.